tư vấn. Ok mọi người, đồ sinh cho bé. Hello, hello anh em vào thì anh em comment nhé. Mọi người nếu mà mọi người cần gặp trực tiếp mình như kiểu này ấy, thì mọi người có cái đường link ở trên bio ấy, thì anh em có thể đăng ký ở trên trên đường link bio nhé mọi người nha. Ok, Thánh Bom Hàng. Ui rồi, tên là Thánh Bom Hàng này. Nghe không uy tín lắm. Ok. Ok, để em tương tác, để lấy lại tương tác với anh em ở trên trên live đã. Anh ơi nên chọn live stream bán hàng có nên chạy theo số đông không? Anh ơi chọn live stream bán hàng có nên chạy theo số đông không? Chưa hiểu câu hỏi của bạn ấy. Của bạn Tinh Tinh 998. Anh ơi, mô hình máy giặt ở quê, mô hình giặt là ở quê em thấy như nào? Được mà em. Tiến sáng. Ok, để tí nữa mình sẽ tư vấn tiếp cho mấy bạn ở trên live nhé. Bây giờ để mình tư vấn một số những ca cho anh em ở trên trực tiếp của mình. Thì mọi người có thể đăng ký thông qua cái đường link bio ở trên kênh của mình ấy nhé. Còn một số bạn đang ở nền tảng khác thì đội ngũ hỗ trợ của mình đã có ghim cái đường link ở phía dưới rồi. Tắt live đi bật lại không em ơi? Tắt live đi bật, mọi người đợi một chút nhé. Mình tắt like đi xong rồi mình bật lại xong rồi cho ca like nó có lại traffic ấy nhá. Ok. Ở trên các kênh khác thì kệ, chủ yếu là ở trên đấy thôi. Ở trên FB có được nhiều mắt không? Từ là bao nhiêu? Rồi ok, ấn lại trên ấy chưa? Chạy chưa? Ok. Ok, alo alo, hello mọi người. Ok, hello mọi người đang có mặt ở trên kênh TikTok của Hoàng Mạnh Cường nhé. Xin chào mọi người, anh em đang có mặt ở trên kênh, mọi người tương tác cho mình một chút nhé. Ok, hello mọi người, hello mọi người. Hello, xin chào một số anh em đang có mặt ở trên live. Mọi người vừa mới vào thì mọi người giúp mình là mọi người thả tim giúp mình nhé. Để cho cái ca live của mình vừa mới tắt đi bật lại cái ca live để cho nó lấy lại cái luồng traffic ở trên kênh ấy. Thì mọi người thả tim giúp mình nha. Ok, cảm ơn mọi người. Hello 45 anh em, anh em comment để chào. Hello cơ khí bằng nha, hello Ly biết mà. Ok, anh ơi cho em hỏi, em bán đồ bể cá thủy sinh làm sao để có thể tiếp cận với khán giả ạ? Đồ bán đồ cá thủy sinh thì em có rất là nhiều những kênh. Thì bây giờ mình cần phải xác định cái kênh mà mình sẽ triển khai trước, xong rồi chúng ta sẽ đến cái việc là bán như thế nào. Ok, chào anh Điện Máy Liễu Vân. Ok, hello hơn 130 anh em. Thì hàng tuần ấy thì đội ngũ top mắc của bên mình thì thường tổ chức những cái buổi talk, buổi nói chuyện để trao đổi với những anh em mà đang follow ở trên kênh Hoàng Mạnh Cường, trao đổi với một số anh em top mắc, những cái bạn học viên thông qua top mắc. Thì thông qua đó thì mình sẽ giúp các bạn học viên của top mắc giải quyết những vấn đề. Và nếu mà mọi người cũng muốn là chúng ta sẽ xuất hiện ở trên kênh đó thì bọn mình có cái đường link đăng ký ở phía dưới để cho anh em ở trên đường link bio ấy, thì anh em có thể đăng ký thông qua đó. Đăng ký thông qua đó nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ tiếp tục để chốt lại cái case study của anh. Đó thì có mấy cái vấn đề phần chúng ta cần phải làm, đó là phần live đúng không? Đúng rồi. Phần live stream thì như em nói thì có 4 cái yếu tố nhé. Anh cần phải ghi xuống có 4 yếu tố để ảnh hưởng đến một ca live. Giống như anh em mình đang live stream như thế này. Đấy, em đang live stream với khán giả. Thì cái người live ấy, em là người live. Thì với cá nhân của em khi mà với một cái live stream bán hàng nhé, thì cái người live nó chiếm khoảng tầm 30% hiệu quả của một phiên live. Hiệu quả một cái phiên live như này. Đấy, hiện tại live của em đang có khoảng tầm 260 người đang xem. Thì sao ạ?
thì cái cách mà anh em đang chia sẻ với em là người like, là nhân vật, thì nó sẽ ảnh hưởng khoảng tầm 30%. Vậy thì ngoài ra ấy, thì nó có 4 yếu tố. Một đó là người like này, streamer này. Hai đó là cái kênh mà chúng ta đang like. Đó là một yếu tố ảnh hưởng. Ba đó là cái kịch bản chúng ta like, nghĩa cái nội dung em đang nói chuyện với anh này, đúng không? Đó, đèn điện xong rồi có ekip bán hàng cái thứ thì nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Và thứ tư đó là sản phẩm. Đó, sản phẩm là bốn cái yếu tố mà anh cần phải chú ý. Thì anh cần giải từng cái yếu tố này một. Thì trước mắt anh thì cứ giải cái yếu tố về thuê streamer đi, là cách nhanh nhất. Đó, thuê streamer thì cái giá nó dao động từ khoảng tầm 400. Đấy, kể cả có những streamer vài triệu thì anh chưa nên thuê những streamer vài triệu đó. Anh cứ thuê cho em những cái bạn streamer nó khoảng tầm 400-500 trong giai đoạn đầu, rồi mình đánh giá cái hiệu quả. Và một cái tài khoản live stream nhé, để chúng ta có thể bán được hàng, nó sẽ tăng trưởng theo chiều thời gian, chứ không phải là anh ngày hôm nay anh tổ chức một ca live stream nó ra doanh số ngay được đâu. Anh biết rằng là em có những cái tài khoản mà bọn em live, bọn em phải build khoảng tầm một tháng sau thì mới bắt đầu về doanh số. Chứ lúc đầu là mắt xem nó cứ lẹt đẹt khoảng tầm 2-3 mắt, xong live nó không ra đơn. Thì với nền tảng TikTok chẳng hạn, họ bắt buộc họ cần phải có một cái chiều thời gian để nền tảng nó trải qua cái giai đoạn máy học ấy. Là nền tảng cái kênh đấy nó biết, họ biết được rằng là nên phân phối sản phẩm cho nhóm đối tượng nào ở trên live. Đó, nên phân phối sản phẩm như nào thì anh sẽ phải trải qua một cái chiều thời gian như kiểu vậy. Và trung bình nhá, với em thì nó sẽ trung bình anh cần phải trải qua khoảng tầm 60 giờ live đầu tiên. Và mỗi một ca live thì anh nên live khoảng tầm 2 tiếng. Đấy, ví dụ cái phiên live ngày hôm nay thì em đang cố gắng là live trong vòng khoảng tầm 4 tiếng này. Đấy, tại sao em bảo là anh em là em live một phát là đến chiều luôn ấy. Live khoảng 4 tiếng để dần dần nền tảng họ sẽ học được. Những cái người họ anh em đang xem ở trên cái kênh TikTok của em, đúng không ạ? Thì nền tảng họ sẽ biết được rằng à ai là những cái người mà họ thích nghe cái câu chuyện. Thích nghe cái câu chuyện này thì họ sẽ phân phối đến đúng những cái người. Vậy thì anh bán thời trang chẳng hạn, thì lúc đầu cái tài khoản anh nó chưa có thì anh cần phải like đều để họ phân phối được, nó họ biết rằng là ai sẽ thích những cái mẫu quần áo này, để họ phân phối đúng đến cho những người thích. Thì nó là giai đoạn máy học. Thì thông qua một cái giai đoạn máy học nó khoảng tầm 60 giờ như kiểu vậy thì dần dần cái ca like của anh nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ đừng nghĩ, có rất là nhiều người like được khoảng tầm 30 tiếng là không đến đơn để bỏ. Nó chưa trải qua một cái chu kỳ học của nền tảng. Đó, thì để mà anh có thể trải qua được cái chu kỳ học này, nó có hai yếu tố. Một đó là like đều. Thứ hai đó là video lên đều. Video đúng như dòng lệ kênh lúc nãy của em, đúng cái mẫu đấy anh làm. Đấy, thì nó sẽ hiệu quả. Đấy, video phải lên chứ không phải cứ ngồi like không được, cũng không ổn. Đó. Thì video đúng tệp khách hàng, live stream đúng tệp khách hàng thì anh trải qua 60 giờ như kiểu vậy thì anh sẽ bắt đầu tăng trưởng về mặt doanh số. Tại vì nó giống như cái câu chuyện con gà quả trứng thôi. Nếu mà cái tài khoản của anh like mà ra được doanh số thì nền tảng nó lại đẩy thêm traffic. Tại vì là gì ạ? Khi mà anh bán hàng thì họ sẽ thu được phí. Đấy, họ sẽ không thể đẩy traffic cho một kênh mà không ra đơn hàng được. Thì nó là một cái yếu tố, đó là con gà quả trứng. Anh vẫn phải cố gắng nỗ lực like. Đôi khi mà mình cần phải nhờ anh em bạn bè hỗ trợ, hay nền tảng khác gọi là seeding ấy. Đúng không? Đấy, thì phải đẩy traffic vào. Chứ nếu mà anh cứ like khoảng tầm 20-30 phiên mà không ra được một đơn nào ấy, thì họ sẽ đánh giá rằng là à đây là một cái tài khoản live stream không hiệu quả, và họ sẽ không phân phối traffic cho mình. Thì mình cần phải đẩy thêm những cái đấy vào. Đó, cái đấy là khi mà anh làm sàn anh hiểu nhá, từ wifi từ mọi thứ là phải khác vị trí địa lý. Hôm trước em có seeding cho chính cái shop của em, nó khóa hết. Họ không khóa, nghĩa là bao nhiêu cái bình luận là mình diện mình đưa ra thì họ chỉ để cho hiển thị về số bán, mặc dù là mình mua thật nhé. Đấy, nhưng mà vẫn bị tính. Đấy, thì cái đấy là cũng là một cái yếu tố anh cần phải chú ý nhá, để build được một cái tài khoản like. Và mục tiêu sau cái buổi ngày hôm nay đó là anh về anh làm cho em tài khoản like đi. Okay. Tập trung vào cái việc cái keyword trong mỗi một cái buổi tư vấn ấy, thì chúng ta sẽ chọn ra một vài cái hành động cụ thể để chúng ta làm, và cái ngày hôm nay đó là tập trung vào like. Okay. Để anh triển khai. Ok. Ok rồi, ok, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn rất nhiều nhé. Ok
anh em tiếp theo nhở, mọi người cứ ấy nhá. Đấy, anh đi nhanh qua chỗ này rồi. Ok, cảm ơn mọi người. Mọi người nếu mà muốn đăng ký cái phiên live này để tư vấn ấy, thì mọi người bên mình có cái đường link bio ở trên kênh ấy. Đó, đường link bio ở trên kênh thì anh em có thể đăng ký thông qua đó, thì chúng ta có thể gặp trực tiếp nhau như kiểu này, thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người được chi tiết hơn. Rồi Hoàng ơi, đổi mic, lấy mic cho anh ấy. Ok, Tiến Sáng anh ơi, tư vấn cho em về mô hình giặt là ở quê. Mô hình giặt là ở quê thì đây, chị bạn đi. Ok, mô hình giặt là ở quê thì với mô hình giặt là thì yếu tố quan trọng nhất đó là vị trí địa lý. Cái khu vực mà mình đặt cái cửa hàng ấy thì bạn cần phải đi khảo sát cái việc đó trước, xem là cái việc là hành vi họ có sẵn sàng sử dụng cái dịch vụ đó là giặt là hay không. Ví dụ như ở Hà Nội của mình đang ở chẳng hạn, thì cái việc là ở chung cư thì ít những cái chỗ để có thể phơi đồ, xong rồi mình cũng cần phải nhiều quần áo, thì cái nhu cầu và hành vi ở các thành phố lớn thì họ sẽ nhiều hơn. Nhưng mà mình chưa hiểu cái thị trường ở quê họ có sẵn sàng họ chấp nhận đó là cái hành vi giặt là ở quê hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều thôi, nhưng mà nó sẽ tập trung ở những cái khu vực thành phố đó, thì các bạn cần phải yếu tố đó ở đó. Rồi ok, thì tí nữa mình sẽ tư vấn thêm nhé. Thì bây giờ mình đã sẽ xử lý một vài những cái ca ở cho anh em ở trên của Top Mark. Rồi ok, em giới thiệu qua nhé. Em giới thiệu qua về các cái lĩnh vực, những cái sản phẩm để anh nạp đầy đủ thông tin ấy, thì anh sẽ có cái để anh tư vấn cho em được sát hơn. Rồi ok. Em ơi, Ly ơi, đổi nước. Đổi nước khi mà mỗi người lên thì em đổi nước cho anh nhé. Rồi ok. Xong cho anh nước. Chào thầy ạ, hôm nay em tới đây là... Em cứ mạnh dạn lên, cứ thoải mái ra. Hiện tại thì em đang kinh doanh điện thoại chuyên dòng iPhone và phụ kiện iPhone. Ừ. Thì là ở bình thường thì em vẫn đang làm bán điện thoại tại cửa hàng thôi, nhưng mà bây giờ em muốn phát triển thêm ở trên kênh TikTok ấy. Ừ. Đợt trước thì em cũng đã làm ở trên Shopee rồi, nhưng mà do em trên sàn trên sàn vâng. Ừ. Em nghỉ sinh bé cho nên là không có ai làm được ấy. Ừ. Cho nên là nghỉ một thời gian một năm rồi xong rồi em mới quay lại, mà em thấy là bên TikTok nó cũng đang hot cho nên là em muốn học thêm. Ừ. Như hiện trạng của em bây giờ là như nào? Em phải nói qua hiện trạng đi. Hiện tại thì em kinh doanh cái này em bị hạn chế bởi logo với này thương hiệu của nhãn, nên là bóp tương tác. Với lại đăng lên nó khó duyệt bài lắm. Rồi, ok. Bây giờ vấn đề đó là muốn bán ở trên TikTok nhưng mà nó đang bị hạn chế về mặt bản quyền. Vâng. Đúng không? Nhưng mà hàng của mình là hàng real hay là em bán hàng rep đấy? Bán hàng rep đúng không? Đó thì anh trước hồi xưa anh cũng bán về phụ kiện điện thoại, anh hiểu mà, nó có rep một tai em nghe. Thấy anh có kênh phụ kiện. Hồi xưa lâu rồi, bây giờ thì mình không bán cái đấy nữa. Thì ngoài cái vấn đề đấy ra thì còn vấn đề gì nữa không? Em không ạ, chỉ hỏi thế. Thế hiện tại là đang ở trên sàn là nghỉ rồi. Rồi ok, phụ kiện điện thoại thì cái của mình ý là em có nguồn hàng như nào? Em phải chia sẻ sâu hơn để anh hiểu sâu hơn về cái đằng sau ấy, để anh tư vấn cho nó dễ. Nguồn hàng thì chủ yếu em chỉ bán dây sạc, cáp sạc với lại củ sạc thôi, chứ không tai nghe. Chỉ đơn giản là xoay 3-4 sản phẩm ở trên một cái shop thôi, chứ phải không bán tràn lan, không bán nhiều. Thế cái đấy là em nhập về à? Em nhập về. Em nhập ở đâu? Xưởng người ta đặt ở bên bên Trung, xong rồi nghĩa là em nhập ở bên Trung. Không, em nhập qua một xưởng, người ta nhập từ bên Trung về. Ừ. Rồi ok, họ nhập từ bên Trung. Em có mô hình cửa hàng cái gì không? Hay là em chỉ bán online thôi? Em có cửa hàng. Có cửa hàng ở đâu? Em ở Hải Dương. À, có cửa hàng phụ kiện điện thoại ở Hải Dương. Vừa bán điện thoại vừa bán phụ kiện. Vừa bán điện thoại về phụ kiện. Chồng em bán là chính à hay là em? Chồng anh chủ yếu là sửa, em bán hàng. Em là bán hàng, vâng. Chồng em là sửa phụ kiện điện thoại, vâng. Và em muốn bán các cái sản phẩm phụ kiện điện thoại như là tai nghe. Sao đấy? Hả? Nhưng mà sao sập?
Nhưng mà sập lý do gì để biết? Nó đánh cái từ khóa gì ạ? À? iPhone. Không sao đâu, cứ cứ gửi lên đi. Rồi ok, bật lại đi. Có bật lại được không? Khi mà chúng ta live stream thì nó sẽ có những cái từ khóa mà chúng ta không được. Nó sẽ rất là dễ chúng ta bị vi phạm. Nên là mình like cái này, tại sao mình phải đưa cho các bạn các cái bảng kia để các bạn bạn học sẵn. Đấy, nên là rất hạn chế những cái từ khóa. Báo gì? Khóa like. Khóa like luôn à? Đổi tài khoản này đi. Không sao cả. Ừ. Đổi tài khoản này lên tài khoản chính. Cái tài khoản này có bị khóa không? Ok, không sao cả, chúng ta đợi một chút. Tại vì like kiểu dạng hai người này thì những cái ngựa này họ thường không kiểm soát được. Nên là like cái này nó cũng sẽ có một cái yếu tố rủi ro là vấn đề là như vậy. Bây giờ vẫn đang like ở trên Facebook đúng không? Facebook có like ở trên nhóm không? Mọi người đợi một chút nhá. Mình nhóm mình xem từ page ra. Có like ở trên nhóm không? Mọi người đợi một chút nhá. Mình ok. Kênh đấy là kênh gì ấy? Mình chuẩn bị nhiều backup á. Môn live stream này là môn không phải là môn đơn giản. Hoàng Mạnh Cường top mắc 1 đúng không? Khóa đến đến lúc nào? Hả? Khóa một tuần. Sợ bị khóa live vĩnh viễn rồi. Em gửi về nhóm nào đấy? Ok, lại phải tương tác lại một chút. Thế là mọi người nhớ chú ý mấy cái từ khóa nhé. Không kêu vào bio của anh đừng anh nói ít link bio nó có là một cái khác. Sàn. Ok chưa? Lên chưa? Rồi ok, hello mọi người. Rồi, like sang kênh này có hai mắt xem luôn. Không sao, chúng ta tập trung vào việc giải quyết vấn đề cho bạn ấy đã. Mắt xem không quan trọng. Rồi, ok. Vậy thì với những chúng ta sẽ có một số những từ khóa IP đúng không? Đấy, chúng ta không được nói mấy từ khóa đấy. Thì với quan điểm của mình nhé, khi mà chúng ta kinh doanh ở trên những cái nền tảng về sàn hay là ở trên TikTok các thứ ấy, thì họ sẽ không cho bán hàng rep. Đấy là nguyên tắc đầu tiên. Đấy, còn nếu mà chúng ta vẫn muốn bán hàng đấy thì chúng ta chỉ bán ở offline thôi.
thì yếu tố sản phẩm là yếu tố quan trọng. Đấy, bắt buộc là phải xử lý được vấn đề về sản phẩm. Nếu mà chúng ta cứ cố vi phạm các nguyên tắc của nền tảng thì nền tảng họ sẽ khóa cái live stream của chúng ta. Nó giống như mình vừa bị khóa cái live stream này, đúng không? Đấy, mình bản thân là chúng ta chơi một cái sân chơi nào, chúng ta cần phải tuân thủ cái nguyên tắc ở những cái sân chơi đó. Thì cái việc mà chúng ta bán những cái sản phẩm hàng liên quan đến thương hiệu như kiểu vậy mà chúng ta không có đầy đủ giấy tờ, chúng ta không đầy đủ mọi thứ, thì đấy là một cái lỗi cơ bản nhất của nền tảng. Thì phải xử lý được vấn đề đấy. Thì cách để xử lý được cái vấn đề đấy đó là thay sản phẩm. Đó, bắt buộc em phải thay sản phẩm nếu mà em muốn bán ở trên kênh này với cái sản phẩm đó. Còn không thì nó sẽ rất khó, gần như không làm được. Thì anh nói luôn là không làm được. Thì em phải giải được cái bài toán đấy. Vậy thì sau khi giải được cái bài toán đấy nhá, giả sử là em giải được cái bài toán đấy thì nó mới đến các cái bài toán khác. Tại vì anh cũng đã tư vấn cho rất là nhiều bên rồi. Họ bán thời trang, hàng pha ke, rồi phụ kiện điện thoại, hàng rep rất là nhiều. Thì bắt buộc cái yếu tố đấy là phải xử lý được, thì những cái yếu tố đằng sau nó mới chạy được. Giống như là bây giờ mình phải, sau khi mà họ khóa này, bây giờ mình phải nói đúng đã. Đấy, phải nói đúng đã thì mới gì ạ, mới đến gì ạ, đến các yếu tố khác. Chơi ở trên game nào thì yếu tố đầu tiên nó phải đúng luôn, xong rồi mới đến các yếu tố khác. Đó, thì em cũng thấy những cái shop khác người ta cũng bán nhưng mà không được bền ấy. Bán được một thời gian xong rồi. Đúng rồi, tại vì là mình cái này thì chắc chắn là nó sẽ không bền. Nếu mà mình tiếp tục thì cứ phải lập shop mới liên tục như kiểu vậy, nó sẽ rất vất vả. Giống như ở mình làm về thương hiệu mà mình không có tích lũy thì mình cứ đập đi xây lại mãi thì nó cũng sẽ không bền vững. Thì em phải xác định được là cái những cái sản phẩm đấy thì mình bán ở trên kênh off thôi, kênh truyền thống thôi. Còn bán ở trên kênh on thì em cần phải ra được những cái sản phẩm khác. Có rất là nhiều những cái sản phẩm về tai nghe nhưng mà không phải là hàng rap mà nó là hàng của những thương hiệu khác đó. Ở trên hàng chung các thứ thì anh nghĩ rằng nó nhiều những cái mẫu mã anh thấy là họ đang bán rất tốt ở trên thị trường, nó không liên quan đến những cái thương hiệu lớn thôi, thì là em sẽ bán được. Em cần phải xử lý ở vấn đề về sản phẩm trước. Em chủ yếu đăng lên em không dùng những cái từ mà nó bị hạn chế. Thì cái từ cái từ ấy, cái từ ngữ ấy, nó chỉ là một yếu tố rất nhỏ thôi. Nó giống như là tại sao mà lúc chúng ta có sử dụng cái từ ngữ gì đâu, chúng ta đang nói chuyện mà nền tảng vẫn bắt được, đúng không? Chúng ta anh ví dụ như anh quay một cái sản phẩm lên, ví dụ anh để cái iPhone này chẳng hạn, đúng không, hay là để một cái gì đấy thì nó vẫn quét được theo hình đấy, nó quét được theo cái khuôn. Tại vì tất cả những cái thương hiệu lớn ấy họ bảo hộ, nó là bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Em đưa cái tai nghe đấy nó đúng cái kiểu đấy lên, nó quét phát khóa luôn. Nên là phải xử lý vấn đề đấy trước. Ok, còn câu hỏi gì nữa không? Em không hỏi chủ yếu, em lên chỉ hỏi mấy cái này thôi. Đó thì anh nghĩ rằng là cái câu trả lời đấy là cái câu trả lời mà bắt buộc em phải giải. Không thì em sẽ không giải được các bài toán khác nhá. Rồi ok, cảm ơn bạn. Em cảm ơn thầy. Bạn hết câu hỏi rồi. Ok. Anh đi. Rồi, Hoàng ơi đổi mic cho anh ấy. Chào thầy nhá. Dạ, ok, hello anh. Mình là Sơn, mình từ Hà Lan. Dạ. Thì ngày xưa là mình đang chuyên về bán ghế massage. Dạ. Vì năm nay cái thời điểm năm nay thì nó kinh tế nó bị ảnh hưởng mà khá là lớn. Dạ. Thế nên các cái ngành này mà như kiểu gọi là không cần thiết mà với giá thành nó cao nên là nó bị hạn chế rất là nhiều. Dạ. Bị ảnh hưởng từ sản phẩm bị tụt giá, không từ các đầu buôn đi xuống thì ra là cái giá cái lợi nhuận của cửa hàng rất là thấp. Thế nên là mình đang chuyển đổi mô hình kinh doanh, mình đang muốn làm sang bên mở cửa hàng spa. Đúng rồi, thì mình đang muốn hỏi là cái cách để mà mình kéo khách về, các cái cách phải marketing để hút khách về để mình phát triển.
Ok, thì em hỏi anh là tại sao lại là spa này? À, vì thực ra là đấy là vì bạn mình đang làm bên đấy và có một sự có hỗ trợ của một người chuyên gia, người ta làm rất là lâu năm bên spa rồi, người ta hỗ trợ về yếu tố về chuyên môn khá là cao rồi. Thế nên là mình muốn là về mình phát triển. Anh sẽ làm với vợ anh làm hay là một anh, mình? Bạn anh. À, anh với đúng. Bạn anh thì anh sẽ đóng vai trò gì ở trong đấy? Thì anh là hướng là mục tiêu là muốn là phát triển các cái hướng để bia để cái spa nó lên để hỗ trợ cho khách về. Thế bạn anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm như là quản lý. Bạn anh sẽ làm gì? Như là tập trung là đào tạo nhân viên, đào tạo nhân viên và quản lý trực tiếp ở trên cửa hàng đấy. Anh đã làm spa chưa? Dạ. Hay đây nó đang là dự định? Nghĩa là đang thiết kế, đang làm rồi. À, nghĩa là, quyết định đã làm rồi. Đấy, để em đang phải nạp đầy đủ những cái thông tin. Đúng rồi. Để em nghĩa là quyết định làm rồi, đang decor, đang thiết kế gian hàng rồi. Và làm spa thì với em thì nó có một vài yếu tố thôi. Anh là ở tỉnh nào? Mình ở Hà Nam. Ở Hà Nam. Hiện tại giờ là sẽ mở ở chỗ Chùa Pháp Vân luôn, Giải Phóng. À. Ở spa của anh sẽ chuyên làm về cái gì? Chuyên về da. Chuyên về da. Ở khu vực đó thì có bao nhiêu spa? Hiện tại là trên đường đấy đang không có ai. Trên cái đường trong Giải Phóng ấy là hiện tại chưa không thấy ai. Cả cái tuyến Giải Phóng đang không có ai. Đang nhìn thấy gần không có ai. Không có spa nào. Và cái khách anh mục tiêu là anh hướng tới là khu vực quanh đấy à? Đúng rồi, mục tiêu là khu vực quanh đấy. Mục tiêu là khu vực quanh đấy làm spa. Năng lực lõi của anh trước là anh làm về ghế massage. Đúng rồi. Anh làm sale hay làm gì? Hay là anh làm nhập hẳn về? Bây giờ mình nhập qua một đơn vị khác. Và anh bán thông qua cửa hàng. Cửa hàng của anh. Đúng rồi. Đấy, em đang cung cấp những cái dữ liệu. Hồi xưa anh bán thông qua kênh nào? Chủ yếu là các kênh họp online. Và offline. Online là anh bán thông qua kênh. Kênh FB. FB là chính. Chạy quảng cáo à? Chạy quảng cáo. Thì cái đấy giờ hiệu quả nó quá thấp, cạnh tranh nhau cái từ khóa đắt quá. Anh gần như là không hiệu quả. Thì có nghĩa rằng là anh có kỹ năng chạy quảng cáo. Đúng rồi, mình có đội quảng cáo chứ. Nghĩa là anh hiểu về quảng cáo. Quảng cáo skill của anh đó là chuyên ở trên FB. Đúng rồi. Rồi, ok. Bây giờ chuyển sang spa và anh câu hỏi của anh đó là làm thế nào để kéo khách? Đúng rồi, về cho cái spa. Cho cái spa. Vậy thì cái nhóm đối tượng mà spa anh hướng tới là đối tượng gì? Spa nó rất nhiều những cái đối tượng nha. Già này hay là theo các chuyên môn về da hay như nào đấy. Chuyên môn về da đấy. À, những cái người có bệnh lý về da. Đúng rồi. Rồi, vậy thì em hỏi anh này. À, tại vì em không làm về spa nên là em cần phải nạp những cái thông tin liên quan đến cái ngành này. Thì cái yếu tố gì sẽ là yếu tố quyết định để họ lựa chọn một spa? Đấy là cái khả năng về chữa bệnh. Ờ. Nghĩa là chữa các cái bệnh lý người ta đang gặp phải. Ừ, nghĩa là còn gì nữa không? Chủ yếu là cái đấy thôi. Vì thực ra cái bên làm đẹp ấy thì người ta không quan tâm về giá nhiều quá. Vì khi mà cái chất lượng thì liên quan đến giá rồi. Rồi, ok. Nghĩa là với anh nhé, thì anh đang cho rằng là cái năng lực về xử lý vấn đề cho khách hàng là yếu tố quan trọng. Quan trọng nhất. Rồi, ok. Vậy thì làm thế nào để anh chứng minh được cái đấy với khách hàng? Thì đấy, vì cái vấn đề là mình bây giờ mình đang muốn hỏi làm sao mà để cho mà người ta biết được cái vấn đề đấy, để người ta mới đến được với khách với mình. Thì mình. Bây giờ để mà mình chứng minh được năng lực nhé, tại vì mình muốn chứng minh năng lực thì họ sẽ quan tâm đến trình độ chuyên môn của cái người làm đấy chẳng hạn. Hay là ở cái spa anh có một cái USB gì mà có một cái công nghệ gì đó chẳng hạn. Để giúp họ giải quyết được vấn đề. Thì anh cần phải marketing đến những cái yếu tố. Đó, thì anh có thể biết được rằng làm thế nào để có thể kéo được khách đến, thì anh cần phải listing ra những cái vấn đề mà khách hàng gì ạ, để khiến khách hàng gì ạ đến spa của anh. Thì việc đầu tiên là anh cần phải giải đó là kéo khách hàng đến đã. Đúng rồi. Kéo khách hàng đến bằng một cái dịch vụ gì rất đơn giản thôi đã, để họ biết tới cái spa đó của anh đã. Tại vì nếu mà bây giờ anh kéo khách hàng đến mà để làm một cái ca mặt khoảng tầm vài chục triệu thì họ sẽ chưa làm. Thì chắc chắn là chưa đến rồi. Sẽ chưa đến. Vậy thì
nó có rất là nhiều những cái dịch vụ liên quan đến da ở cái vùng mặt này, thì có những cái dịch vụ gì anh cần phải xác định sẽ là những cái dịch vụ phễu chủ lực, cuối phễu chẳng hạn, thì để anh marketing đến. Thì việc đầu tiên là anh cứ phải hút được khách hàng đến đã. Đấy, thì để mà hút được khách hàng đến nó giống như cái câu chuyện mà chúng ta đi câu cá, đúng không? Thì đầu tiên là phải xác định cái loại cá mà chúng ta muốn câu. Đấy, loại cá của chúng ta muốn câu là những cái người có bệnh lý về da, đúng không ạ? Vậy thì sẽ thiết kế những cái mồi câu để có thể thu hút được họ đến. Có thể là những cái mồi câu miễn phí, hay là có những cái mồi câu về tư vấn để cho họ đến đã. Tại vì khi mà anh mới mở một cái khu vực ấy, thì đầu tiên là anh phải khiến cho cái khách hàng ở cái khu vực đường Giải Phóng đấy họ biết từ cái quán của anh đã. Đó, để họ đến có thể họ trải nghiệm một cái dịch vụ gì đấy nó rất nhỏ thôi. Có thể là miễn phí hoặc là đắp mặt hay là cái gì đấy ấy, thì anh cần phải lead ra để anh đưa một cái mồi câu như kiểu vậy. Cái đấy thì mình dự kiến làm rồi, mình làm thì anh nói cụ thể hơn đi. Cái triệt lông. Rồi. Triệt lông và cái làm cái massage mặt. Là với giá là khá là rẻ. Để mà kéo khách đến đầu tiên. Mình chăm sóc. Thì anh cần phải xác định ra một số những cái dịch vụ. Đó, xác định ra một số dịch vụ để mình cho cái tệp ở khu vực đó để mà mình kéo đến. Thì anh đã thử chưa? Anh đã có tài liệu truyền thông chưa? Hay là bây giờ mình đang dự định là như vậy thôi? À đi, có rồi, vì cơ bản là cũng được cái bạn kia bạn hỗ trợ trực tiếp. Thì bạn nó đưa ra các cái cơ bản cái hướng đi rồi. Thế thì anh thử nói cái hướng đi để em đánh giá xem. Thì đó là mình chạy quảng cáo này, chạy quảng cáo trên FB này, phát tờ rơi là xung quanh này, và đưa cái giá của mình là các cái giá dịch vụ như gội đầu hay là triệt lông hay là làm massage mặt với giá nó cực kỳ rẻ để kéo khách đến để làm quen. Rồi xong đó. Đấy, thì để mà làm quen xong bắt đầu mình có các cái cách để mà làm marketing để cho người ta biết cái chuyên môn của mình, là mình sẽ có khả năng là điều trị được các loại bệnh mà người ta đang gặp phải. Thế là hướng đi của mình đang như vậy. Rồi, thì về cơ bản thì em nghĩ rằng là cái hướng đi đấy nó đang chưa có gì sai cả. Đó, nó chưa có cái gì sai cả. Thì mình đang có cái, anh đang lăn tăn ở cái gì? Đang lăn tăn cái mà làm sao mà để mà kéo được cái khách đến mà hiệu quả mà người ta lấy được nhiều ấy. Chứ còn nếu mà chạy bình thường bây giờ thì mình sợ nó không chạy được, hoặc là mình đưa các cái tờ rơi quảng cáo ấy, thì cũng có thể người ta không vẫn không đến. Mình đang muốn cái hướng làm sao mà để cho tiếp cận được nhiều người nhất ở khu vực đấy. Tiếp cận nhiều người nhất thì nó đấy, tiếp cận nhiều người nhất, nhanh nhất nó chỉ có chạy quảng cáo thôi. Đúng không? Chạy quảng cáo và khoanh vùng ở cái khu vực đấy. Thì đấy là cái cách trên nền tảng nào hay là như nào? Nền tảng thì nó nền tảng ấy thì em nghĩ nó chỉ có một vài cái nền tảng chính thôi. Một đó là nó phải từ cái đối tượng mà anh hướng tới. Anh sử dụng, ví dụ anh đánh vào đối tượng trẻ. Đúng rồi. Thì anh đánh vị kiểu học sinh sinh viên chẳng hạn đấy. Chủ yếu các chị em tầm 30 năm. Đấy, hay là 30 đến 50 tuổi chẳng hạn, thì họ thường sử dụng nền tảng FB chẳng hạn. Đúng không? Thì mình zip vào FB. Mình khoanh vùng, mình thả vị trí địa lý. Anh chạy cái đấy anh hiểu rồi đúng không ạ? Đấy, thì mình chạy khoảng tầm bán kính 50 km. Thì cái việc chạy quảng cáo ấy thì em nghĩ rằng nó không phải là vấn đề ở đây, mà là anh chọn cái mồi câu gì để anh chạy. Đấy, ví dụ anh chạy thử dịch vụ đó là gì ạ? Triệt lông chẳng hạn. Đó, anh chạy triệt lông thử xem với cái phân khúc giá đấy, vì anh đang tư tưởng rằng là giá rẻ thì họ sẽ đến. Đấy, thì mình đang là... Nhưng mà liệu rằng giá rẻ họ có đến hay không? Đúng rồi, đấy. Đấy, thì nếu mà giá rẻ họ vẫn không đến thì chúng ta phải thay đổi cái khác. Tại vì giá chưa chắc đã phải là yếu tố để kéo họ được, họ đến. Đúng. Ở đây nó chỉ là đơn giản là chúng ta thiết kế những cái mồi câu nào thì chúng ta phải thử. Nó giống như anh đi câu cái mồi này, anh thả xuống, anh chạy khoảng tầm 500 nghìn hoặc 1 triệu. Nếu mà cái mồi câu này trong cái khu vực này không có cá thì phải đổi mồi. Nó chỉ là đổi các cái loại mồi khác nhau để chúng ta test. Có thể là mồi về làm da mặt này đấy, hay là mồi về triệt lông này, để kéo họ đến á, thì anh phải thử rất nhiều những cái mồi khác nhau. Vậy thì để mà biết các cái loại mồi gì thì anh đang, một đó là có một cái bạn trước bạn đã làm rồi, bạn đã định hướng cho anh, thì bây giờ anh phải test để xác định xem là liệu cái điều mà bạn ấy nói có đúng với ở đây hay không. Thì mỗi một cái mồi câu anh sẽ phải thiết kế từng cái loại mồi một nhé, đừng có combo tất cả các cái loại vào thành một cái. Ví dụ
đó là đến đây để gì ạ? Massage mặt miễn phí ạ. Đấy, tại vì khi mà em nói đến một cái từ khóa lo miễn phí hay là một cái gì đấy thì bao giờ khách hàng họ cũng rất là hoài nghi về cái điều đó. Em nói với anh là rất hoài nghi luôn. Đấy, hay là kể cả mình đang làm rẻ, tại vì làm những cái spa này họ rất hoài nghi. Sợ, à, khách hàng họ cũng rất thông minh, à chắc là đến đây lại upsell lại làm đủ các cái kiểu. Đó, thì mình cần phải có rất là nhiều những cái hoạt động. Một đó là mình phải đầu tư một số những cái thuê để họ đến họ review chẳng hạn. Mình cần phải có những cái hoạt động trải nghiệm rất thực tế nhé. Tại vì nếu mà mình nói về mình ấy, với em là nếu mà anh tự nói về anh thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không được uy tín. Bằng nếu mà có một cái KOC gì đấy chẳng hạn. Đấy, có thể là trong về lĩnh vực về làm đẹp chẳng hạn. Đấy, anh book một vài người, có thể không cần phải nổi tiếng quá đâu. Đấy, khoảng tầm 50.000 hay là 30-40.000 follow ấy, thì anh book họ đến để họ trải nghiệm sản phẩm của anh, để họ review và anh sẽ dùng những cái tài liệu đấy. Là người nổi tiếng. Đúng rồi. Cho mình. Đó, dùng thuê họ đấy thì cái chi phí anh, nếu mà anh không thuê ấy, thì có thể chi phí anh chạy quảng cáo để kéo được một người đến nó phải rất cao, nhưng mà anh thuê thì cái tài liệu nguyên liệu chạy quảng cáo đấy. Tại với em quảng cáo thì content là quan trọng nhất. Đúng không? Mồi câu và content là quan trọng nhất. Thì một là chúng ta có một mồi câu hấp dẫn cộng với một người uy tín để giúp chúng ta giới thiệu cái mồi câu đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn, thì về sau cái chi phí quảng cáo của anh nó sẽ rẻ. Thì anh sẽ đầu tư ra cho em thuê booking nhá. Đó, một vài bạn. Đó, có thể bỏ ra khoảng tầm 20-30 triệu đấy, nó phải tầm giá đấy để mình làm khoảng tầm mấy bạn cơ. 5-7 bạn. Thì một người nói, anh xong anh chạy quảng cáo chính là cái đấy. Trong cái tệp ví dụ là 10 km. Hôm nay họ nhìn thấy ông này nói, ngày mai họ lại nhìn thấy ông khác nói, ngày kia lại nhìn thấy ông khác nói, khoảng tầm 20-30 người nói liên tục. Thì để mà kéo một người đến ấy, một ai đến thì chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái điểm chạm. Tại vì marketing đó là chúng ta chạm vào rất là nhiều điều. Đấy, ví dụ khi mà anh tham gia một cái chương trình đào tạo của Topmark chẳng hạn, anh thấy à, ngày nào ông Cường này cũng chạy quảng cáo. Có thể lần đầu tiên mình không vào đâu, nhưng mà thấy chạy lên Facebook cũng thấy chạy, lên YouTube cũng thấy chạy, lên TikTok cũng thấy, à thử vào đây học thử xem có cái gì. Nó là những cái điểm chạm, em phải tạo rất là nhiều những cái điểm chạm. Đấy, lên live stream, đây là một điểm chạm là live stream. Xong rồi quảng cáo ở YouTube, xong người khác nói về em, rất là nhiều những cái điểm chạm đấy thì họ mới bắt đầu là tò mò, bắt đầu là muốn thử tìm hiểu. Đấy, chứ nếu mà bây giờ anh chỉ chạy, à cái này tôi miễn phí đấy, đang đắp mặt này là 500.000 đấy, đến đây tôi đắp mặt cho ông 200.000 thì cái yếu tố rẻ đấy nó không phải là một yếu tố nó đủ mạnh, nó không phải là một nâm châm đủ thu hút. Thì mình cần phải có rất là nhiều người nói về cái này. À, hôm nay đến trải nghiệm một cái dịch vụ của quán này, họ mới ra một cái dịch vụ như này, họ đang có chương trình khuyến mại như này, và tôi đến thì tôi cảm thấy rất ok, rất happy, thì rất là nhiều người khác nói về cái dịch vụ này của mình thì sẽ khiến họ tò mò và họ muốn đến để họ thử, họ có niềm tin. Chứ nếu mà anh tự nói cái này rẻ thì họ sẽ rất hoài nghi. Những người khác nói, sử dụng uy tín của người khác để giúp anh nói thì nó sẽ rất ok. Và anh không cần phải sử dụng những người quá nổi tiếng, anh cứ book khoảng tầm vài người bình thường thôi. Đấy, họ biết nói, họ có kênh vài chục nghìn follow cũng được, nhưng mà cái cách mà họ review đấy, chia sẻ thế thì nó sẽ rất là chạy. Thì anh sử dụng cái cách đấy, anh chạy cho em. Chạy thì có thể anh chạy ở trên Fbo, ở trên FB, ở trên YouTube, là hai kênh em nghĩ rằng là với cái nhóm đối tượng anh đang hướng tới thì hai kênh đấy là hai kênh phổ biến nhất, hai kênh hiệu quả nhất. Hiệu quả nhất. Còn TikTok cũng được. Nhưng mà mình em nghĩ rằng là với cái tệp đấy thì mình chạy ở trong cái khoanh vùng ở đấy thì nó sẽ hiệu quả. Thì chúng ta phải tạo ra những cái điểm chạm. Và với em ấy, để mà họ có thể bước tới cửa hàng của anh ấy thì ít nhất nhá, anh phải tạo ra khoảng tầm theo đúng ấy, để mà một khách hàng họ sẵn sàng họ xuống tiền họ mua anh ấy, thì phải có 90 điểm chạm. Từ một người không chưa từng đến nhìn thấy anh đến khi mà họ đến cửa hàng và họ sử dụng dịch vụ họ mua anh thì 90 điểm chạm. Thì đấy là một cái nguyên tắc. Còn không thì anh phải cố gắng là tạo ra được khoảng tầm 20-30 điểm chạm thì sẽ kéo họ đến. Kéo đến trước đã nhá. Rồi về sau mình phải có cái chuỗi đằng sau là upsell rồi tư vấn rồi dịch vụ, tại vì là với ngành hàng spa này thì cái trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Anh không làm tốt được cái điều đấy thì anh chỉ kéo họ đến được một lần thôi. Thì ví dụ anh kéo được một khách hàng đến với chi phí là 1 triệu.
và anh bán được một đơn hàng 500.000. Mất chi phí kéo là 1 triệu nha, bán được một đơn hàng 500.000. Vậy thì nếu mà cái vòng đời của khách hàng này kết thúc ở 500.000, anh sẽ lỗ. Lỗ nặng luôn. Đúng rồi. Đấy, vậy thì làm thế nào để khách hàng lại tiếp tục quay trở lại, tiếp tục quay trở lại? Vụ mà. Đó, tốt. Đúng không? À, vậy thì kéo đến 1 triệu nhưng mà khách hàng này trong vòng 1 năm họ sử dụng anh 10 triệu. Thì lúc đấy thì cái 1 triệu này mới bỏ ra là xứng đáng. Còn nếu mà anh không làm được tốt ở cái khâu đằng sau này này, họ đến một lần rồi họ đi thì mình sẽ mất. Thì anh cần phải làm tốt cái đằng sau, và em đang chỉ tư vấn được cho anh ở cái phần đầu thôi. Thế đúng rồi, phần kỹ thuật đấy, là phần đầu, còn cái phần giữ khách thì sống còn nó là ở phần giữ khách với cái mô hình kinh doanh spa. Đúng rồi. Chứ không phải là hút khách. Chất lượng dịch vụ. Đấy, anh có thể bỏ ra một cục tiền anh hút trong giai đoạn đầu nhưng mà anh không giữ được thì tự nhiên là cái phần này nó lãng phí. Thì anh phải lo được cái phần này trước đã. Nhân sự, tư vấn, mọi thứ đã. Anh trong giai đoạn đầu ấy, thì không phải là chúng ta bắt đầu mở cửa hàng ra chúng ta dùng beng, chúng ta quảng cáo đủ các kiểu, trong khi cái phần này nó chưa chắc. Nó giống như một cái móng nhà ấy. Anh xây một cái nhà rất là cao tầng, mục tiêu là cao tầng, nhưng mà cái móng của anh không chắc thì anh kéo đến bao nhiêu thì họ đi mấy nhiêu. Và anh, cái ấn tượng trong lần đầu tiên đó là quan trọng nhất. Tại vì anh chỉ đánh ở trong một cái ao này thôi mà. Đúng rồi. Họ trong này chỉ có từng đấy khách thôi. Tại vì anh đánh là truyền thống và ở một khu vực địa lý nhất định. Nếu mà ở trong đây nó chỉ có khoảng tầm 1.000 hộ dân thôi chẳng hạn, hôm nay anh kéo được một hộ đến mà họ không hài lòng thì họ sẽ đi, họ lan tỏa cho từng hộ kia. Và anh không, về sau anh chạy quảng cáo thì nó cũng chỉ loanh quanh ở đây thôi, chứ anh không thể mở được rộng tệp. Nên là cái phần đằng sau anh phải làm rất chắc, thì anh mới booming ở cái phần truyền thông ra, thì nó mới hiệu quả. Kiểu bên mình có biết bên nào kiểu hỗ trợ cho mình cái phần KOC đấy, KOC ạ? Thì anh phải lên để anh tự lựa chọn này, tại vì anh cũng có thể thuê được agency nhưng mà chi phí rất cao. Đấy, anh sẽ lên trên những cái nền tảng để anh xem là những cái bạn nào đang hay review về các spa này. Em thấy rất là nhiều bạn KOC nha, bạn ấy chuyên đi review những cái trung tâm về massage, trung tâm về làm đẹp ấy. Thì anh sẽ tự connect với những bạn đấy để anh có được một cái mức chi phí hợp lý nhất. Tại vì mục tiêu là không phải là sử dụng cái video đấy để review trên kênh của bạn ấy, mà muốn là bạn ấy review rồi mình lấy được cái video đấy để mình chạy quảng cáo ở trong cái khu vực của mình. Đấy, bạn ấy review ở trên kênh đấy thì nó sẽ tỏa ra cả Việt Nam. Không phải ai họ cũng gì ạ, quan tâm đến cái quán của anh chẳng hạn, nhưng mà mình sẽ có được cái tài liệu đấy để mình chạy nhắm mục tiêu chi tiết đến cái khu vực của mình. Nó chỉ là đơn giản như kiểu vậy thôi, thì nó sẽ là hiệu quả nhất. Đấy, trong marketing thì nếu mà anh tự nói về anh thì nó sẽ rất đắt. Đấy, thì anh vừa nói về anh này, anh vừa có người khác nói về anh này. Đó, thì mình sẽ tạo ra một cái hiệu ứng. Ok, cảm ơn thầy nhé. Anh còn câu hỏi gì nữa không thì anh cứ hỏi đi. Nhưng mà em nghĩ rằng là cách đấy là hiệu quả. Hỏi thêm. Vì dạ, cái này nó thực ra hướng đi thì cơ bản các những người khác nó người ta cũng gần như cơ bản vậy. Vâng. Chỉ đang có một cái là cái phần như vừa đấy bảo nhờ người nổi tiếng là giới thiệu. Ừ. Thì đấy, em nghĩ rằng đấy là một cái keyword hay để anh làm. Chứ còn nếu mà anh làm theo cách bình thường thì nó sẽ rất tốn. Mất thời gian. Vâng, ok anh. Ok. Mọi người. Sáu mắt xem. Em cũng đang muốn kinh doanh. Ok, hello sáu anh em đang xem ở trên kênh nhá. Đang 500 mắt xem rồi chuyển sang 6 mắt xem. nhớ nội quy à? Không sao cả. Với mình ấy thì tất cả chúng ta đều phải trả giá để chúng ta học những cái bài học. Đúng không? Những cái này nó là chỉ là trả giá thôi, và mình sẵn sàng mình học những cái bài học như kiểu vậy. Chứ còn mặc dù nhá, mình hoàn toàn hiểu được những cái này, nhưng mà mình cứ phải trả giá thì anh em về sau đội ngũ đây anh em mình nhớ được. Đấy. Ok. Vâng, chào em. Em tên là Chính, em ở Thường Tín. Ừ. Thì hiện tại em có một số hỏi ở trên sàn S ấy. Ừ. Thì em kinh doanh là mặt hàng chăn nho của đế. Ừ. Hiện tại năm ngoái thì em cũng lập shop, nhưng mà lúc đấy nó cũng không chăm đấy. Ừ. Bây giờ em bắt đầu là chăm lại để kiểu mục tiêu là
chăm chủ yếu là chăm 3-4 tháng là đây đợt này nó cũng chưa phải vào vụ. Chăm trước 3-4 tháng để nó có ít seedling, khi nào vào vụ thì mình chăm nó ít hơn để có thể tấn công ít về SB. Thì mục tiêu trong năm nay là như thế, còn đâu sang năm thì nếu mà hai sàn kia tốt thì mình xong ít về TikTok ạ. Ok, cứ thoải mái ra nhá anh thấy em. Cứ bình thường thôi thì cứ đơn giản thôi, anh sẽ chia sẻ. Ok, vậy thì em có xưởng hay là có cái gì không, hay là như nào, em chia sẻ về cái nội tại của em ấy. Kho của em thì em là ở trong làng nghề ấy. Em ở trong làng nghề là em là tất cả đều bán trong gia rồi đấy. Thế là cái tồn kho thì em không phải quan tâm cái đấy. Nhưng nghĩa nhà em thì không phải là xưởng. Vâng. Em chỉ là ở người ở trong làng. Vâng. Và em muốn tận dụng những cái sản phẩm mà ở trong làng em đang bán. Vâng. Đang có sẵn để em bán ở trên sàn net. Vâng. Và các cái sàn khác nhau. Vâng. Rồi ok đúng chưa? Vâng. Rồi ok, vậy thì đấy là một lợi thế. Em có cần phải nhập không? Hay là em bán được cho em mới nhập? Cái nào lúc nào có đơn thì em nhập luôn quanh làng rồi. Khi nào có đơn thì em sẽ đi nhập ở quanh làng. Vâng. Rồi ok. Vậy thì năm trước em bán ở trên sàn net nhưng mà không tập trung. Khoảng năm trước thì em chỉ chăm khoảng 1-2 tháng. Em tìm hiểu trên ở trên cái phở bò hay là ở trên TikTok đó ấy, thì cũng là lập shop với cả trang trí một chút. Nhưng mà chắc là do cái kỹ thuật của mình chưa tốt cho nên có thể không được đẹp ấy. Thế thì tại sao lại bỏ? Nghĩa là doanh số thấp à? Lúc đấy thì em chỉ trang trí xong rồi nó đẹp quá là em đi làm người khác, làm thuê cho các là không làm. Thì hôm nay bắt đầu bỏ để sang sàn S này. Nghĩa tập trung làm nghiêm túc. Trước mà em làm thì doanh số được bao nhiêu tiền? Lúc đấy thì em cũng một thời gian khoảng 1-2 tuần đấy em cũng nhờ người ta xin linh hộ kiểu hỗ trợ ấy. Ở bên hỗ trợ ấy thì lúc đấy thì nếu mà trừ thì em vẫn chỉ gọi là hòa vốn ấy ạ. Cả xin linh ở đấy ạ. Thì là không làm nữa. Vâng. Lúc đấy thì bây giờ em muốn làm lại ở trên sàn. Vâng. Thì câu hỏi của em là gì? Tức là cái ngành của em, ngách của em thì trên sàn đấy thì nó có hai ngách, là ngách giá rẻ và ngách miền trung. Miền cao, ngách giá rẻ là ở trong làng sản xuất luôn ấy. Còn ngách cao là mình đi nhập khẩu. Nhập trung. Vâng. Thì em thấy là cái ngách giá rẻ là người ta bán tốt được rồi ấy. Các shop to thì người ta bán tốt về giá rẻ, trong khoảng từ 200 đổ xuống. Còn của em thì nó cũng có shop bán nhưng mà nó ít hơn ấy, với cả cái mình có thể cạnh tranh được. Bây giờ thì em muốn hỏi là với cái giá cao thế thì cái việc chọn sản phẩm phễu hay là sản phẩm chủ lực thì nó có thể theo tiêu chí nào ấy? Có nghĩa rằng bây giờ em muốn đổi lên phân khúc giá cao. Giá tập trung thì tầm từ 200 đến 500. Em muốn đổi lên phân khúc giá trung. Vâng. Chứ không muốn bán phân khúc giá rẻ nữa. Vâng. Vậy thì nếu mà em bán nếu mà em bán ở phân khúc tầm trung ấy. Vâng. Thì em lại phải nhập về đúng không? Tập trung trong làng cũng có. Tầm trung trong làng. Trong làng bây giờ thì nó cũng đang nổi về cái nhập hàng ấy. Nên là hàng về nhập khẩu nó cũng nhiều. Thì hầu hết các cái shop trên sàn đấy thì hầu hết là nhập ở làng em hết, nên là cái giá cả gọi là không phải cạnh tranh lắm. Nghĩa là giá cả về nhập thì bằng nhau hết rồi ạ. Nghĩa là em cũng nhập được bằng với những cái shop ở trên kia. Vâng. Rồi ok, vậy thì những cái shop ở trên kia chủ yếu là họ bán trên sàn S đúng không? Một số cái mà em bảo có thể cạnh tranh đấy là sàn đấy, cái shop đấy là có bán ở trên FB rồi, TikTok rồi. Thì tại vì cái shopping của nó họ chưa chăm mạnh ấy, cho nên bảo cạnh tranh với cả mấy cái shop đấy. Nghĩa là muốn bán các sản phẩm của em ở trên sàn S. Vâng. Rồi ok, thì một là chúng ta xác định cái kênh bán đã. Đầu tiên là xác định ở trên kênh bán, tại vì là với cái nguồn lực hiện tại em là em chỉ có một mình thôi đúng không? Vâng. Có một mình đúng không? Vâng. Còn ai nữa không? Nếu mà có vợ hay là cái gì không? Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000. Sinh năm 2000. Rồi. Với nguồn lực của mình là một mình thì sàn S là một lựa chọn.
Ok, không tồi. Đó. Thì bây giờ đã triển khai chưa? Em đăng đăng lên rồi đúng không? Đăng hết khoảng 60 sản phẩm. Ừ. Rồi hiệu quả hiện tại ra sao? Chưa bán được đúng không? Nó cũng có một ngày khoảng 2-3 đơn rồi. Ừ, một ngày 2-3 đơn. Thì để mà bán ở trên sàn S ấy, thì nó có một số những cái yếu tố mà chúng ta cần phải giải. Một đó là về vấn đề về traffic. Đúng không? Đó. Traffic thì nó đến từ hai luồng, đó là traffic nội sàn và traffic ngoại sàn. Đúng không? Vậy thì với traffic ngoại sàn ấy, thì hồi xưa nó kết nối với top chẳng hạn. Đó, thì ok, nhưng bây giờ nó tách riêng ra rồi. Thì em phải bắt buộc em phải tự tối ưu được traffic nội sàn. Để mà tối ưu được traffic nội sàn ấy, thì nó có một vài những yếu tố. Một, đó là nó đến từ live stream từ nội sàn. Hai, đó là quảng cáo nội sàn. Ba, đó là các cái chương trình campaign của sàn. Bốn là việc sell của sàn. Thì em cần phải làm bốn cái yếu tố đó. Đúng không? Vậy thì cái yếu tố nào em có thể làm được luôn? Một, đó là liên quan đến chạy quảng cáo và sell. Để em được tối ưu hiển thị. Tại vì để mà bán được trên sàn, nó chỉ đơn giản đó là khi mà khách hàng họ search một cái từ khóa liên quan đến cái bộ chăn ga gối đệm của em chẳng hạn, thì em phải được hiển thị lên. Đầu tiên là phải được hiển thị lên nhé. Còn chưa biết là họ có chọn hay không, anh còn chưa biết. Họ chọn hay không thì nó còn phụ thuộc vào một, đó là yếu tố về giá. Hai, mẫu mã. Ba, lịch sử bán. Bốn, cái thương hiệu của shop của em. Năm, những cái chương trình khuyến mại free ship rồi combo các kiểu đấy chẳng hạn. Sáu, quà tặng chẳng hạn. Đúng không? Thì mình cần phải xử lý từng cái yếu tố đấy một. Vậy thì nó quay trở lại đó là cái sản phẩm ở trên shop em ấy, em cần phải có một sản phẩm win ở trên cái shop mà em bán ở trên sàn đó. Đúng không? Đó, thì em cần phải tìm ra được cho một mình hoặc là xây cho mình một con sản phẩm win ở trên đó để mà mình build được traffic cho nó, rồi từ con sản phẩm đó để kéo về. Có thể là nó đến từ bộ chăn ga, hay là nó đến từ cái vỏ gối, hay là nó đến từ cái gì đó chẳng hạn. Thì một shop em bắt buộc em phải build được một sản phẩm đó lên. Đó, build được một sản phẩm đó lên ấy, thì nó có thể nó đến từ việc là em seeding, em chạy quảng cáo cho một sản phẩm. Em không cần phải chạy quảng cáo, em có 60 sản phẩm, em chỉ cần tập trung vào cho em 1 đến 2 sản phẩm thôi, chứ không cần phải là build cho cả 60 sản phẩm. Tập trung vào một trong đến 2 sản phẩm đầu tiên. Tại vì với anh thì là 20% sản phẩm sẽ mang về 80% doanh thu. Phải tìm ra được 20% sản phẩm đó là sản phẩm gì để mình build nó lên. Còn những cái sản phẩm khác nó chỉ là sản phẩm ăn theo cái sản phẩm chính thôi. Không cần phải có quá nhiều ấy đâu. Không cần phải có quá nhiều mẫu mã đâu. Đấy. Thì mình chọn ra đâu là những cái mẫu trend ở thời điểm hiện tại nhé. Em ở trong làng em phải hiểu được mẫu nào họ đang bán chạy. Trên thị trường đang bán chạy thì mình cần phải tập trung vào cái mẫu đó để mình seeding nó lên. Mình chạy quảng cáo từ khóa với cái mẫu đó lên để nó được hiển thị ra. Ok chưa? Tại vì bán chăn ga gối đệm ấy, cái yếu tố về mẫu mã nó vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Mẫu mã, giá thành, chất lượng là những cái điều mà họ quan tâm. Thì em cần phải biết được đâu là mẫu win thì em phải test, phải thử. Ok. Quy trình thử thì mình chỉ seeding xong rồi mình seeding xong mình chạy ở một cái mức giá mình có thể đặt ở một mức giá hợp lý hơn chẳng hạn. Để mình đo lường cái phản hồi thì mình phải seeding ở một cái tỷ lệ nhất định nhá. Đấy. Chứ còn nếu mà em tự làm thì cũng được. Nó có hai hình thức seeding. Một là mình bán thật rẻ trong đầu để họ nhìn thấy em bán thật rẻ và chạy quảng cáo lên, để họ nhìn thấy họ mua luôn. Và chính những khách hàng vì rẻ họ mua ấy thì họ về họ tự đánh giá cho mình ok. Còn hai, nếu mà muốn nhanh hơn thì mình tự seeding thôi. Nhưng mà kiểu cái phân khúc của em là chung ấy. Thì khách hàng nếu mà người ta thấy rẻ thì nó cũng phải tầm ở chung là 200-300 thì họ chưa chắc là họ cần có lượng nhu cầu lớn nhỉ. Thì tất nhiên là như vậy rồi, nhưng mà anh nói với em là em làm thế nào để em phân biệt được những khách hàng ở trên online của em là của em là tầm trung với tầm thấp. Tầm trung ấy, cùng là một cái mẫu mã đấy, đúng không? Vĩ cùng một cái cốc này. Thì nó có hai phân khúc giá rẻ và tầm trung đúng không? Hình ảnh gần như là giống nhau. Hình ảnh có giống nhau không? Hình ảnh giống y hệt nhau. Đúng không? Thì làm thế nào để em chứng minh cho khách hàng đây là của tôi là tầm trung còn của ông kia là tầm thấp? Em có chứng minh, em có nói được cho khách hàng ở trên online họ biết cái điều đó hay không? Em thấy
họ chỉ... Hay là đấy chỉ là điều em nói thôi. Em chứng minh như nào để tầm trung với tầm thấp? Tôi nghĩ là tại vì họ muộn. Đánh giá thì ở cái thằng tầm thấp họ cũng đánh giá tốt mà. Đúng không? Họ vẫn đánh giá 5 sao mà. Có đúng không? Cái nên... chân ga của cái điện này thì đối với đồ giá rẻ thì với cả là chắc là đắt ấy thì nó cũng nó mọi nó khác nhau, chỉ là họ thích kiểu cảm xúc họ thích mua giá đắt hay là giá rẻ thôi. Thì đấy, thì cái cảm xúc như kiểu vậy nó sẽ khó được để em có thể làm được, nên là em cần phải ví dụ như mẫu sản phẩm tầm trung, mẫu nó khác hẳn cơ. Vâng. Thì ok. Còn mà sản phẩm tầm trung ấy mà mẫu lại giống hết sản phẩm rẻ thì nó sẽ bị tự hai thằng này nó cạnh tranh với nhau. Thì em đánh là tầm trung hay tầm thấp thì anh nghĩ rằng là mình trong giai đoạn đầu ấy thì mình cứ chọn cái nào dễ đánh để mà mình đánh trước á. Cần tại vì trong giai đoạn đầu chúng ta cần phải build cái lịch sử cho cái shop đấy. Cái lịch sử bán cần phải có một vài những con sản phẩm tốt để chúng ta bán trong giai đoạn đầu. Thì mình bán sản phẩm tầm trung mà mình chưa chứng minh được là sản phẩm của mình khác biệt cái gì đó thì em sẽ rất là khó bán. Thì để mà có thể chứng minh được thì em cần phải ở trên sàn ấy, chẳng hạn thì từ video nhé. Em cần phải có sự so sánh mọi thứ để chứng minh được à cái bộ chăn này của tôi đang bán là 300 nó khác so với những shop khác ở trên thị trường đang bán là 200 như nào, để họ có cái lý do để họ phải mua đắt hơn. Có đúng không? Như vậy thì những cái mà kiểu để review là mình trải ra trên giường mà lấy ở video ở bên chung ấy, mình cho luôn vào hình như thế không có video so sánh nữa. Ừ, thì cái đấy thì nó em không chứng minh được. Hoặc là bây giờ em cứ chọn phân khúc giá thấp đi để em build được bán đã, build được số bán đã. Tại vì em với anh thì em cũng đang chưa phải là làm thương hiệu ấy. Em đang chỉ là lấy những cái sản phẩm ở làng nghề để em bán thôi. Vậy thì cái keyword để em có thể cạnh tranh ấy, một đó là mẫu mã. Shop em nó phải đa dạng mẫu, giá em phải tốt. Thì đấy là cái key mà cạnh tranh ở trên sàn nhé. Tại vì của em là không phải làm thương hiệu, nó không giống như của anh lúc nãy là anh ấy làm hẳn thương hiệu cơ. Thì anh cần phải định vị tệp khách hàng từ cái mẫu mã, từ cái kiểu dáng. Chăn ga của em nó cũng có những cái kiểu dáng khác nhau mà có những người họ thích theo kiểu dạng là kiểu thương hiệu ấy. Là rất là nhiều những cái logo rồi Dior, Gucci kiểu chẳng hạn như kiểu vậy đúng không? Có những người thì chỉ thích phong cách kiểu concept đơn giản thì em cần phải vẫn phải xác định cái concept ở trên cái dòng sản phẩm đó của em, chứ em không để thành một cái kiểu hổ lốn được. Đúng không? Thì nó sẽ không thiếu chuyên nghiệp. Trước anh có tư vấn cho một bạn học viên cũng ở Topmark, bạn ấy có cái thương hiệu đó là May Bedding ấy, ở trên sàn bạn cũng tương đối tốt. Đó, thì nó sẽ có một cái gu về đó riêng chẳng hạn. Còn của em thì anh thấy hôm trước cái shop của em tên là gì nhỉ? BC Bedding. BC Bedding à? Vâng. BC Bedding. Hoàng ơi, connect wifi cho cái màn hình. Đã kết nối mạng. Đây là mạng gì chứ? Ở đây nó. Đợi một chút nha để mình xem cái shop này của bạn.
BC Bedding đâu. Em xem trên kia. BC có tổ cách thôi mà. Xong là đây. Không có. Tôi thêm chữ BNC. Cái gì? BNC. Đây anh đánh đi. BNC đúng không? BNC bedding này đúng không? Hai chữ D. BNC bedding. Doanh thu của shop này đang là bao nhiêu tiền? Trong cả ngày là 10 triệu. 10 triệu. Ok, mình thấy, anh thấy nhá, cơ bản là shop này đang có vấn đề về giá. Hai đó là vấn đề về hình ảnh. Em bán giá cao nhưng mà em chưa nói cho người khác biết được why, tại sao tôi lại mua cái sản phẩm này phải giá cao, trong khi hình của em giống hệt hình của các shop khác đúng không? Hình, video cũng là video giống nhau. Nhưng chỉ khác nhau là em bán giá cao hơn thằng khác thôi. Đúng không? Không, cái này... Đấy, anh đang lấy ví dụ. Đúng không? Vì... cao hơn so với sản phẩm khác thôi. Nếu mà cùng mẫu mã mà là... Nghĩa là ở với cái mẫu này thì đang chỉ có một mình em bán thôi đúng không? Cũng có, nhưng mà giá thì cái giá thì sẽ rẻ hơn, rẻ hơn một chút. Tại vì em đang xịt đinh để... Đây đúng không? Đây mẫu này đúng không? 400.000, 259.000. Những cái mẫu này đúng không? Là em đang bán rẻ hơn hay là bán bằng? Mấy mẫu chân gai là bán rẻ hơn. Mấy mẫu này đang rẻ hơn, rẻ hơn so với những thằng bán cùng loại hay là rẻ hơn so với những thằng bán rẻ? Rẻ hơn cái sản phẩm cùng loại ạ. Cùng loại đúng không? Nghĩa là cũng là mẫu này. Chiếu điều hòa này bọn nó đang bán khoảng tầm 350, em bán 290. Vâng. Ok chưa? Để anh biết được xem vâng, là hiện ạ. Hiện trạng là như thế nào, có nghĩa là cái giá của em đang bán ở trên shop này đang rẻ hơn. Rẻ hơn so với thị trường. Được thì em bán rẻ hơn, còn đâu sản phẩm khác thì em bán cao hơn một chút. Ừ. Sản phẩm không seeding em bán cao hơn. Ừ, sản phẩm không seeding thì em đang bán cao hơn. Nhưng mà why, bây giờ anh hỏi là tại sao khách hàng phải mua sản phẩm của em? Nếu mà khi mà giá em, tại sao? Nếu mà cùng loại giống hệt nhau mà tại sao thì họ phải mua của em? Thì chỉ có nhờ vào seeding. Như thằng kia nó cũng có ấy mà, cũng có seeding mà, nó cũng có nhận xét mà. Thằng kia nó cũng có đánh giá nhá, họ số bán họ hơn này, đúng không? Giá họ rẻ hơn, tại vì em đang bán cao hơn mà. Giá họ rẻ hơn, số bán họ nhiều hơn, mẫu ma giống như nhau đúng chưa? Thì tại sao họ phải mua của em? Do mình, nếu mà mình hiển thị họ không hiển thị. Cái gì? Do hiển thị. Thế nhưng mà em có được hiển thị không? Hai thằng kia lại là thằng được hiển thị. Họ có seeding tốt hơn thì họ hiển thị hơn. Ờ thì nghĩa là nó được hiển thị tốt hơn. Vâng. Giá nó tốt hơn. Đúng không? Vâng. Đánh giá nó nhiều hơn, số bán nó nhiều hơn thì tại sao nó phải mua của em? Đấy anh đang hỏi lý do. Mẫu mã giống nhau nhé. Vâng. Thì nghĩa là ở đây là chúng ta đang chưa có bất kỳ một cái lý do gì để họ phải mua của mình cả. Đúng không? Ví dụ giá em phải tốt hơn cơ. Hoặc là hiển thị em phải tốt hơn, hoặc là số bán em phải nhiều hơn cơ. Thì ở đây là em đang không bán được hàng. Nó là hoàn toàn hợp lý. Nó chẳng có điều gì là vô lý cả. Tại vì chúng ta đang không có bất kỳ một cái yếu tố gì để khách hàng họ phải lựa chọn mình. Thì đầu tiên khi mà bán trên sàn, em cần phải đưa ra một lý do. À why, tại sao gì ạ, khách hàng nên lựa chọn tôi. Thì em chưa đưa ra được cái lý do đấy thì chắc chắn em không bán được. Một đó là mẫu mã của em phải đẹp hơn. Hai, giá em phải tốt hơn. Ba, số em bán em phải nhiều hơn. Năm, cái hiển thị, vị trí hiển thị em phải cao hơn. Thì em phải giải từng cái đấy một. Why, tại sao? Nếu mà không giải được cái yếu tố đấy thì việc mình bán không bán được là đúng rồi, làm gì có gì là sai đâu. Đúng không? Thì anh ở đây là với cá nhân của em nhé, thì một là phải xử lý các vấn đề về giá.
Hai đó là mẫu mã phải xử lý ở làng nghề ấy. Ba nữa là nếu mà ở trên kênh này không bán được phải thay đổi kênh khác vì kênh này quá cạnh tranh, đúng chưa? Kênh này à rất nhiều shop bán rồi đó, cùng là mẫu này rất là nhiều ông bán rồi thì mình phải đổi sang cái kênh khác để mà mình bán, ví như kênh live chẳng hạn, hay là gì ạ, là TikTok shop chẳng hạn, đúng không? Thì phải đổi kênh, tại vì ở cái sân chơi này, ở cái game này có quá nhiều ông bán rồi. Một cái sàn ad đúng không, có hàng trăm ông cùng câu, cùng một cái loại cá đấy, cùng một cái sản phẩm đấy hàng trăm ông câu, thì chúng ta phải gì ạ, đổi sang một cái ao khác, một cái con đường khác để chúng ta làm. Chứ nếu mà em vẫn đi theo con đường này, vẫn cách làm này thì chắc chắn em không thể lên được. Chứ là mấy cái hàng nhập khẩu này thì em thấy là ít shop bán như này, tuy nhiên thì chắc là họ seeding tốt hơn, với cả giá thì chắc là bằng nhau ấy. Giá bằng nhau rồi, còn đâu seeding họ có thể tốt hơn thì hiện tại là mình muốn tiếp tục cái này thì mình phải seeding nữa. Không, seeding không phải vấn đề. Seeding nó chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi, tại vì em cũng có ấy rồi mà, những cái sản phẩm mà em cũng có số bán rồi mà, đã bán đánh giá đầy đủ hết này mà, ok. Seeding nó chỉ là một yếu tố rất nhỏ ảnh hưởng đến cái quyết định của họ mua hàng thôi. Mẫu mã, đúng không, giá bán, số bán, quà tặng khuyến mại, thì kể cả em seeding thêm thì em cũng không bán được. Bây giờ nha, anh hỏi em, bây giờ anh ví dụ này, bây giờ ví dụ em bán bộ chăn ga gối cốt tông TC này đi nhá, anh gõ từ khóa bộ chăn ga, chăn ga gối cốt tông, anh gõ từ khóa này, nhưng mà cái sản phẩm của em ở đây nó đang gì ạ, nó đang, nếu mà anh bật tab, tab ẩn danh ấy, em biết tab ẩn danh chưa? Đó, bây giờ nhá, anh gõ tab ẩn danh này, bộ chăn ga gối ti cốt tông TC như này thì sản phẩm em không lên, đúng chưa? Anh gõ một từ khóa rất dài này, sản phẩm em không lên. Thì em đang, một đó là em phải chọn một sản phẩm để em build để cho nó lên trên top từ khóa bộ chăn ga gối này chẳng hạn, đúng không? Build một con thôi, không cần phải nhiều con, chọn ra một con build ăn một từ khóa đã để cho nó đẩy lên cao. Em đang suy tính một con sản phẩm là nó cũng lên được tên, tốt. Tên là gì? Bộ chân ga gối cốt tông dùm. Dùm này á? Vâng. Volume của cái này có nhiều hay không? Anh hỏi em, volume của cái người tìm kiếm cái bộ chân ga gối cốt tông dùm này này có nhiều hay không? Thì tại vì em cũng học khóa học ấy thì thì thầy bảo là cái này là seeding của các từ khóa dài trước ấy. Ừ, từ khóa dài dần ấy. Thì bây giờ zoom này volume của nó là bao nhiêu? Cả một cái từ khóa dài này volume là bao nhiêu? Nó ít. Ừ, nó ít thì bây giờ mình lên rồi thì bây giờ mình phải tập trung mình đánh sang con từ khóa là bộ chăn ga gối cốt tông này. Vâng. Đúng không? Để mình seeding vào. Thì nếu mà chạy quảng cáo thì nó cũng hiện lên. Bây nha, anh thử gọi là bộ chăn ga gối cốt tông như này nha. Vâng. Đúng không? Đâu ạ? Em có không thấy em đúng không? Đang chưa thấy em. Thì bây giờ mình đây ví dụ đây là em, con này là con của em này đúng không? Thì em đang bán là 425.000, trong khi đó thì những cái thằng xung quanh như này, em nhìn này, rất nhiều thằng nó đang bán, nghĩa giá của em nó đang bị cao hơn so với đại đa số ở trên đây khoảng tầm 50%. Đúng không? Với cái từ khóa này nhá. Tại vì với anh là một người đi mua hàng thì mình chưa thể nhìn thông qua cái này để mà mình biết, trừ khi em có thương hiệu. Bây giờ em cũng đang không có thương hiệu như kiểu này. Thì thứ nhất là vị trí hiển thị của em đang ở top thấp, nên là với cái từ khóa này em đang chưa bán được. Thứ hai, cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái giá. Giá ở trên đây này, em nhìn mấy thằng này, nó đang bán ở cái phân khúc giá, giá gì ạ, nó bằng một nửa của em, đúng không? Thì em vẫn phải vì em không có thương hiệu nên bắt buộc em phải đánh nhau về giá trước đã. Ok chưa? Vâng. Em hiểu các cái đề bài em cần phải giải chưa? Một đó là giải về hiển thị, hai đó là giải bài toán về giá.
không thì anh nhìn ở trong đây này, ví dụ anh nhìn ở trong đây thì anh không thể biết được rằng là tại em tại sao mà em cứ bảo em hàng em tầm trung nhưng mà em không chứng minh được, đúng không? Em chứng minh với họ, với những cái ông bán trên này là tầm trung như thế nào? Không thể chứng minh được thì chắc chắn là họ sẽ không mua lựa chọn nó. Tại sao? Why? Tại sao tôi phải mua của ông đến 500.000 trong khi thằng bên cạnh nó chỉ có bán 290 thôi? Nó cũng phụ thuộc vào mẫu mã nữa. Ừ. Nhưng mà ví dụ là em đang bán cái mẫu này nhưng mà không phải là thằng nào cũng thích cái mẫu này. Vâng. Đúng không? Đó, cho nên cái mẫu mã này trừ khi là mẫu mã này của em đẹp, độc lạ. Đấy, thì họ à ok, chẳng có thằng nào có mẫu này, ta mua 500 cũng được. Nhưng mà cái mẫu này của mình nghĩ là đẹp thôi, nhưng mà ở trên thị trường chưa chắc họ đã thích. Đúng không? Ví dụ em bảo là à em thấy cái áo này đẹp không? Với em áo này là đẹp. Nhưng với anh thì áo này lại là không đẹp. Đúng không? Thế nên là cái điều mình thích ấy, với cái điều khách hàng thích nó đã đang là sẽ là khác nhau. Thì mình cần phải thay đổi các cái mẫu mã này nữa. Chứ không phải là cái mẫu này ở mình cứ bán rẻ là họ sẽ mua đâu. Với thời trang hay là với những cái đồ này ấy, thì sao ạ? Cái mẫu mã nó rất quan trọng. Mình test cái mẫu này không được thì mình phải đổi mẫu khác. Bởi vì ngày trước là em cũng không định xin in cái sản phẩm này đâu. Nhưng mà có một đợt là nó không có lượt bán, không có gì, nhưng mà vẫn có khách hỏi, khách mua ấy. Mua khoảng 3-4 đơn thì em thấy là cái này nó cũng được. Thế em bắt đầu shipping cho nó lên như này. Thì bây giờ nó không được thì mình lại phải thay con khác thôi, thay vũ khí khác. Nhưng mà con khác thì giá nó cũng tầm như này. Giá cũng tầm như này nhưng mà nó có thì mình phải làm thôi. Mình phải làm, hoặc là một là em chốt lại nhá, chốt lại vấn đề một là phải thay đổi phân khúc giá. Đấy là cái quan trọng nhất. Để giúp em giải cái bài toán này. Hai là em phải thay đổi cái kênh để em bán, vẫn là giá này. Nhưng mình thay đổi cái phương thức bán, thay đổi một con đường khác để mình đỡ phải cạnh tranh với những thằng này. Tất cả thằng này đang bán ở trên sàn net. Ok, mình tổ chức à mình bán ở trên kênh live ở trên này. Sàn net cũng có phần live đúng không? Tập trung like. Hoặc là mình like ở trên top chẳng hạn. Đúng không? Thì phải thay đổi các kênh bán thôi. Nó chỉ có vài cái yếu tố đấy. Còn nếu mà em vẫn muốn bán ở trên này thì phải xử lý vấn đề về giá. Giá thì cái này là do em ngày trước à nó có chương trình khuyến mãi, em không để ý em tăng ấy bây giờ. Xong rồi phải cho em cả voucher 50k hay chứ đi. Chắc là không để ý. Thì nó sẽ dẫn nên em không bán được thôi. Liên tục test sản phẩm mới và đổi cái phân khúc giá đi, tại vì anh đang chưa thấy em có lý do tại sao mà họ phải mua của em, đúng không? Số bán em bán được 58 ông này, mấy ông bên cạnh này toàn bán nghìn mấy này, nghìn mấy này, đúng không? Nó rẻ hơn, mẫu mã nó cũng thu hút mà. Thì anh đang chưa thấy em có lợi thế cạnh tranh ở trên đây. Ok chứ, em hiểu ý anh chưa? nó chỉ rất là đơn giản, nó để giải cái bài toán này là như vậy thôi. Nếu mà em muốn tăng doanh thu, một là em phải tăng traffic. Tăng traffic thì ở trên đây bị cạnh tranh quá, đổi sang các nền tảng khác để bán. Hai đó là muốn vẫn bán ở trên này, thay đổi chiến lược giá là bán được. Mẫu mã, giá cả, giá xuống và mẫu mã, test các mẫu khác, tìm ra con sản phẩm win. Đấy, shop em nó chưa có sản phẩm nào win. Cho em hỏi cái trên sàn ấy thì bây giờ cái phần product sale nói là nó không giới hạn thời gian ấy. Thì việc đăng thường xuyên có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì cả. Anh có một mấy bạn này cứ ngày nào cứ hết khung là cứ đăng, ngày nào cũng đăng liên tục. Nếu mà một ngày em đăng khoảng 3-4 khung cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái đấy nó cũng chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ thôi, nó không phải là yếu tố quan trọng. Bán được hay không ấy, nó là chiến lược giá. Còn tất cả những kia nó chỉ là cánh lá thôi. Còn phần quảng cáo ấy, quảng cáo thì mặc dù là cái này em xịt đinh, nhưng mà chợ quảng cáo nó cũng kiểu không cần tiền. Ví dụ một ngày em... Đúng em... rồi. Bây giờ nha, anh hỏi em như này. Cốt lõi của tất cả vấn đề đó là sản phẩm và giá. Bây giờ nha, vẫn là con mẫu này, em phải hiểu rằng là quảng cáo nó chỉ là một cái công cụ để giúp sản phẩm của chúng ta tiếp cận với nhiều người hơn thôi. Ví dụ em cứ chạy quảng cáo này nha, cái áo này tới anh không thích thì anh sẽ không click vào, thì nó sẽ không gắn tiền. Vậy thì cái mẫu này nó phải win đã thì em chạy quảng cáo nó mới gắn tiền được. Thì tỷ lệ click là bao nhiêu là ổn? Tỷ lệ click nó rơi khoảng từ 4 cho đến 6%.
tối thiểu. Em nhìn đến tỷ lệ click của em bao nhiêu phần trăm? Của em thì có thời điểm là 4% thời điểm là 3%, đấy là chung chung của nó, các từ khóa thì nó lại khác. Đó. Thì cái tỷ lệ click của em đang tương đối thấp. Tại vì để mà họ click vào, một là do mẫu đúng không? Em chạy quảng cáo từ khóa đấy lên họ cũng nhìn thấy. Nhưng mà vì cái mẫu của em không đẹp họ không click, vì cái giá của em cao họ không click. Thì em phải thay đổi những cái chiến lược về giá, về mẫu, thì tự nhiên là tỷ lệ click nó sẽ ok hơn thôi. Còn anh nghĩ rằng là vấn đề cốt lõi ở đây đó là vấn đề về sản phẩm và giá em đang đặt. Sau đó thì em mới đi giải vấn đề về quảng cáo nha. Quảng cáo nó là đằng sau thôi. Giả sử bây giờ mà em đang có một sản phẩm mà khoảng bây giờ đang bán được khoảng 2 tháng nữa thì hết trend ấy. Thì mình bây giờ mình view campaign thì có ổn không? 2 tháng nữa thì hết trend, là bây giờ đang ở trong trend à? Vâng. Thì cái sản phẩm chăn hè, chăn hè thì chăn hè, cái chăn điều hòa đấy gì? Chăn đấy nó rẻ hơn chăn điều hòa thì nó lại khác. Đâu? Chăn ưỡi hè bây giờ nó mới bắt đầu lên. Nó mới lên khoảng 1 tháng nay. Còn đâu bộ chăn ga từ khóa gì? Mỗi cái chăn thôi, chăn đũi cốt tông. Chăn đũi cốt tông. Thế này à? Vâng. Đây chăn này. Là em thấy họ bán TikTok cũng được. Giá của em. Nếu mà em bảo cái này nhập thì 140 à 130, thì nếu mà ấy thì em trừ thế đi, mình có thể bán hoa 150 thì nó cũng rẻ hơn về cái này. Nhưng mà bây giờ build lên thì nó có kịp không ạ? Khoảng 2 tháng nữa là vào mùa đông thì họ sẽ hết trend. Em build bao nhiêu lâu thì xong? Nếu mà ấy tùy vào những cái mà, nếu mà có nhiều thời gian thì em ấy khoảng 2 tuần là em nhờ shipping khoảng 50-100 xuất bán đấy ạ. Cũng được, nhưng mà nó em nên chuẩn bị cho một cái dài hơn. Em chuẩn bị cho mùa đông đi. Bây giờ mùa đông thì bây giờ nhu cầu nó chưa cao. Thì đến lúc đó thì bắt đầu vào vụ là ok. Hay là bây giờ cái mẫu gì hot cũng chưa biết của mùa đấy. Mùa đông vậy ạ? Ừ. Mùa đông thì lúc nào ấy thì bên trong trên làng mới nhập về nha, mới biết là mẫu hot. Mới biết là mẫu hot thì bây giờ mình build cái này cũng được, nhưng mà nó cũng chỉ giải quyết được vấn đề là em bán hòa hoặc em bán lỗ để tăng traffic về sàn cho nó khác. Cũng được. Em có thể làm, nếu mà em cái tốc độ là em làm nhanh nhá, và cái giá của em nó phải cạnh tranh. Tại vì ở đây là của em phải chọn một nha. Khi mà em muốn build mẫu này thì em phải chọn mẫu khác, đừng lựa chọn những cái mẫu giống như của này nữa. Hàng ở trong làng thì họ cũng lấy hết ảnh trong làng ấy. Nghĩa là mẫu của em họ nhau. Nghĩa là cái chăn quả táo này ở trên trong làng của em cũng chỉ chọn quả táo thôi đúng không? Thì bây giờ em phải xem là những cái mẫu nào ở trong đây này đang ở top ở trên đây này. Ở trong làng của em chắc rất là nhiều mẫu, nhưng không phải mẫu nào nó cũng lên top như này. Vâng. Đúng không? Thì mình phải lựa chọn những cái mẫu nào mà nó chưa lên trên top để mình build nó lên. Sợ các mẫu đấy nó lại không ăn được food của khách ấy. Bây giờ anh hỏi em, nếu mà em cũng chọn mẫu này. Vâng. Thì em cạnh tranh bằng cái gì? Số bán họ cao hơn 2.000 mấy, 3.000 mấy sản phẩm ở đây. Đúng không? Em cạnh tranh bằng cái gì? Họ bán được 3.000 sản phẩm rồi. Em không thể cạnh tranh bằng cách là em bán rẻ hơn mấy chục nghìn được. Đấy không phải là yếu tố. Em phải chọn một mẫu khác và em bán giá bằng họ. Để test. Để mình chạy quảng cáo. Mình giết quảng cáo để cho nó lên trên đầu đi. Mình chỉ xếp đinh khoảng tầm 20-30 cái thôi. Chẳng hạn là mình chạy quảng cáo lên trên top đi. Thì ok mà. Đừng bao giờ chọn. Với anh, tư tưởng của anh đó là không bao giờ mình thấy thằng khác bán được. Xong rồi mình cũng lấy cái sản phẩm đó để mà mình giá rẻ để mình giết, thì nó sẽ chẳng có lý do gì để mình cạnh tranh được với họ. Hoặc là mình phải rẻ được hơn rất nhiều ấy, thì mình chiến thắng được nó. Thì để mà em an toàn nhất ấy, em không cần phải bán rẻ ấy. Em cứ bán bằng nhưng mà mẫu khác, em chạy quảng cáo lên, xem ổn không là biết ngay. Vâng. Nhé. Thế hỏi mới là phần thuế ấy. Thì em lập xuất từ năm ngoái nhưng mà doanh thu chưa đến 100% ấy. Năm nay nếu mà doanh thu mà hơn 100% thì bây giờ mình chưa đi khai thì phải đi khai. Bây giờ là phải đi khai luôn hay là cuối năm rồi ấy? Thì mình nên đi khai trước. Đây là nó sẽ thu thuế 1,5% đúng không nhỉ? Đúng không? Đó, mình kê khai mình làm chuẩn.
Tại vì nếu không làm chuẩn thì kiểu gì em cũng sẽ bị xử lý. Nhưng mà thì họ, em tưởng họ bảo là nếu mà đi 20 giờ là bị muộn ấy. Không sao cả. Không muộn đâu, với anh thì không có vấn đề gì là muộn cả. Tại vì với anh tư tưởng chuẩn đó là chúng ta làm cái gì thì làm lúc đầu cũng phải tôn trọng về gì ạ? Về pháp luật đó. Nhưng em cứ làm sai, em có thể làm đúng luật ở trên nền tảng nhưng mà em sai ở bên ngoài thì em cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, là sẽ bị xử lý. Anh có quá nhiều bài học về các bạn bị xử lý rồi, cho nên là mình nên chủ động cái việc đấy. Ok, cảm ơn em. Ok, anh cứ lên đây. Hỏi trực tiếp luôn, không cần hỏi ngang anh ạ. Ok, lên được 9 người xem rồi. Cầy cầy thế này, lên dần. Ok, hello anh. Hôm nay 9 anh em thả mắt xem đây, vừa bị khóa cái nick chính, không like được. Bây giờ chuyển sang nick này, để like. Ok. Thì mình vừa nghe thầy chia sẻ về vấn đề đóng thuế. Dạ. Thực ra mình cũng kiểu định chủ động là đi kê khai. Nhưng mà tại vì hàng hóa của mình thì chủ yếu là mình nhập Trung Quốc. Vâng. Thì không giấy tờ mình sợ là đi kê khai thì kiểu có sợ người ta truy xuất về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Thì mình đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Mình làm những cái đấy nó tí nữa anh xuống bạn Tâm nhé, anh gặp bạn Tâm của bên Topmark ấy, thì bạn ấy sẽ tư vấn cho anh cụ thể các vấn đề về pháp lý, kể cả bạn ấy lúc đấy nhé. Tí xuống gặp bạn Tâm thì bạn ấy là bên pháp lý của bên Topmark, thì bạn ấy sẽ tư vấn cho mọi người toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và cách làm để chúng ta làm chuẩn như thế nào. Đấy, với em thì không quá chuyên môn về cái vấn đề này, thì toàn bộ là có bộ máy ekip ở dưới họ đang lo cái vấn đề này, thì anh có thể hỏi về chuyên môn cái đấy thì nó sẽ chi tiết hơn. Okay. Nhá, ok. Anh giới thiệu qua về anh một chút đi. Giới thiệu qua về anh một chút. Mình tên là Vương. Dạ. Tại vì mình là học viên của Topmark cách đây khoảng tầm hơn 1 năm, cái đợt đang dịch ấy. À, từ đợt đang dịch. Super Shopee gì ở bên. Rồi, ok, không sao. Ở bên rồi em biết rồi. Đấy thì có đợt đấy thì mình cũng bắt đầu cái gốc của mình thì là mình làm về lập trình. À, anh làm lập trình. Sau đó thì một thời gian thì mình chuyển qua bán hàng ấy, thì bán cách đây cũng được khoảng hơn 1 năm rồi. Mình chọn cái mặt hàng của mình là đồ chơi trẻ em. Dạ. Thì mình bán, nói chung là bán thì nó cũng gặp một vài vấn đề về cái việc mà mở rộng cái doanh số ra, rồi mình làm sao mình cái lợi nhuận nó cao hơn ấy. Mình bán đa nền tảng, nó chủ yếu thì cái nền tảng hiệu quả nhất thì vẫn là trên sàn S ấy. Đấy thì còn mình mấy cái về TikTok cũng có livestream nhưng mà nó hầu như là không ra đơn. Rồi. Thế thì bây giờ cái câu chuyện của mình là mình muốn kiểu mở rộng cái doanh số ra, mở rộng doanh số rồi là cái mức độ lợi nhuận để cho nó cao hơn. Rồi, ok. Vậy thì doanh số thì sẽ bằng cái gì? Một, đó là bằng traffic, đúng không? Nhân với tỷ lệ chuyển đổi, nhân với giá trị trung bình trên một đơn, và nhân với cái số lần quay trở lại. Vậy thì đối với cái dòng sản phẩm của anh thì bắt buộc anh cần phải mở rộng được traffic. Tại vì cái tỷ lệ mà họ quay trở lại thì đôi khi nó sẽ rất là lâu, và chúng ta cũng sẽ chưa biết được là tăng được cái giá trị trung bình đơn lên. Thì nó có một vài cái tham số thôi. Đầu tiên đó là giải cho em bài toán về traffic. Vậy thì bài toán về traffic thì nó có rất nhiều nền tảng, đúng không? Sàn, ví dụ cái sàn với vẫn là sản phẩm đấy nhá. Tại vì để mà giải toán bài toán traffic chúng ta còn nâng sản phẩm lên, nhiều mã lên hay như nào đấy. Nhưng mà em giả sử đưa một cái dữ kiện đó là vẫn là sản phẩm đấy, thì ở trên sàn thì với cá nhân anh nghĩ thì có thể nâng được GMV lên nữa không? Mình để mà nâng ấy thì mình tạm thời mình đang nghĩ hai cách. Một là mình nâng về cái là cái chiều sâu ấy, tức là mình bán ít sản phẩm thôi, nhưng mà những sản phẩm đấy mình đẩy cái số bán nó lên cao. Cái cách thứ hai là mình đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm nữa đấy, nhưng mà cái cách mình thích cách thứ nhất hơn. Đúng rồi. Một sản phẩm mình bán được nhiều ấy. Đúng rồi. Để mà một sản phẩm bán được nhiều, thứ nhất là nó cũng cạnh tranh nữa. Mình muốn đẩy một cái mã lên gọi là một cái mã win của shop ấy, thì cũng thử rồi nhưng mà
làm nó cũng không thật sự hiệu quả. Và thực sự mình cũng triển khai cái cách đấy thì cũng thời điểm trước thì mình cũng tìm được một cái mã đồ chơi nó cũng hiệu quả, cũng đẩy được đâu đấy mình cũng cũng gọi là win ở trên sàn được khoảng 1-2 tháng. Thì sau đấy thì có tổng kho nhảy vào cái mã đấy của mình, là mã nó cũng mới thì mình nhập ở Trung Quốc về, nhập ở đấy về thì nó cũng mã mới bán ở trên sàn. Nhưng mà một thời gian sau, tại vì cái hàng mình nhập được thì người ta cũng nhập được ấy, mà cái vốn của mình thì lại mỏng hơn, thì người ta nhập về xong một phát là mình đang bán tầm 170, người ta nhập về người ta bán 130, thế xong bây giờ người ta bán 99 thì mình không thể cạnh tranh được. Đúng rồi đấy, thì gặp vấn đề là như thế. Thì khi mình mở rộng về chiều sâu ấy, tại vì mình vốn mình mỏng mà, nên là mình mở rộng về chiều sâu thì cái mã đấy hàng đặc thù hàng mình lại là nhập từ bên đấy về thì người ta cũng nhập được, thì người ta về phát nó giống như mình test thị trường cho người ta, người ta thấy mã đấy win ok cái là người ta nhập về người ta đi mình luôn, thế là mình chịu. Từ hồi đến giờ là cái mã đấy của mình nó xuống hẳn luôn đấy, mình gặp vấn đề thế. Cho nên mình mới tính đến câu chuyện là nếu mà không mở rộng được chiều dọc thì mở chiều ngang, tức là mình mở rộng cái nhiều sản phẩm hơn. Nhưng mà khi nhiều sản phẩm hơn đấy thì lại quy mô về nhân sự vận hành nó cồng kềnh, biên lợi nhuận lại giảm xuống. Rồi ok, em hiểu đề bài rồi. Vậy thì nhá, đầu tiên em cần anh phải tư duy lại về mặt đó là tất cả những cái sản phẩm nó đều có vòng đời, đúng không? Và mình là người đi tiên phong, đó là chúng ta là người đi khai phá thị trường. Xong rồi sẽ có một ông gọi là ông tổng sĩ đấy, ông sẽ nhảy vào thị trường ở giai đoạn sau. Chứ ông tổng sĩ ông không đi khai phá. Vậy thì một cái vòng đời của các cái sản phẩm mới, em gọi đó là sản phẩm trend. Tại vì mô hình của anh đang đó đánh đó là mô hình theo trend. Vậy thì với vòng đời của một sản phẩm trend với đồ chơi chẳng hạn thì nó sẽ dao động khoảng tầm 2-3 tháng, và anh phải chấp nhận cái vòng đời là như vậy. Và vậy thì khi mà mình xác định được vòng đời thì chúng ta liên tục phải đi có những cái sản phẩm mới. Có thể sản phẩm này là chúng ta bán ở giai đoạn đầu hớt váng chẳng hạn, thì giai đoạn sau thì chúng ta xả, chúng ta bán rẻ đi để chúng ta quay sản phẩm liên tục. Chúng ta phải tạo ra được những cái SKU mới và chúng ta test thị trường. Thì đấy là một cái bài toán bắt buộc anh phải giải. Và hai nữa đó là gì ạ? Bây giờ với em thì em không khuyến khích anh mở rộng theo chiều ngang. Tại vì là càng tối ưu theo chiều sâu ấy thì nó sẽ giúp cho cái giá của anh nó càng được cạnh tranh và sản phẩm anh nó càng khỏe. Tại vì mở rộng theo chiều ngang đó là anh nhập rất là nhiều những cái sản phẩm thì tồn kho này, đấy rủi ro này, tại vì bản thân em phải trả giá quá nhiều với cái mở rộng theo chiều ngang rồi. Trước em cũng bán về đồ chơi xong rồi mình nghĩ rằng là kiểu dạng lúc đó thì mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình có chút kiến thức, mình biết về mọi thứ là mình cứ đánh theo chiều ngang. Thế xong rồi không kiểm soát được tồn kho và bị chết chính bởi những cái gì? Tồn kho. Thì ở trong một cái shop thì bao giờ nó cũng sẽ chỉ có khoảng tầm 20% sản phẩm. Nó mang về 80% doanh thu thôi, và chúng ta chỉ tập trung vào 20 sản phẩm đó. Còn những cái sản phẩm kia là chúng ta có để cho đầy đủ thôi, kiểu nó đa dạng một chút thôi. Thì nếu mà ở trên sàn S ấy, anh đã đánh cảm thấy rằng là cái volume ở trên đấy với những cái sản phẩm hiện tại anh nó tương đối chạm rồi, thì chúng ta sẽ mở kênh vẫn sản phẩm đấy nhưng mở sang các kênh khác để chúng ta bán. Vậy thì các kênh khác ấy, thì với sản phẩm anh thì có kênh, đó là kênh live, là kênh đang tỏ ra là hiệu quả nhất, đang là hiệu quả nhất đó. Kể cả video thì nó cũng là một kênh, nhưng mà để mà chuyển đổi tốt nhất nhé, để mà chuyển đổi cao nhất, chi phí tiết kiệm nhất thì live là một con đường để anh làm. Hôm trước em xem có rất là nhiều những kênh nhé, họ bán những cái sản phẩm. Đây em cho anh xem. Mình thấy người ta like tốt, ra đơn tốt lắm. Ừ. Khách hàng comment cũng nhiều, nhưng mà bên mình cũng thử livestream ấy. Rồi, ok. Livestream 2 tháng rồi mà nó không hiệu quả. Lúc mà đầu anh có đến, anh có nghe câu chuyện về live em nói với anh ấy không? Hình như là vừa hết câu chuyện đấy thì mình thấy đấy sao? Rồi. Đó thì một ca live ấy, để nó có thể hiệu quả thì nó bao gồm rất nhiều những yếu tố. Một, nó đến từ sản phẩm. Hôm trước em nhớ là em thấy có một bạn ấy like, bạn cứ bấm cái anh có biết cái bấm tạch 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 không? Cũng mấy chục lượt xem mà thấy like dần dã trong vòng mấy tháng rồi, chắc là đấy. Được. Nó không phải là mấy chục lượt xem, em thấy toàn là mấy nghìn lượt xem ấy. Nghĩa là cái môn đấy họ chỉ quay như này thôi, họ đánh họ nói ở đằng sau. Bán được rất kinh khủng. Đó, thì đôi khi mà kênh like, đôi khi anh không cần phải có nhiều sản phẩm. Chỉ cần một vài sản phẩm thôi là gì ạ? Anh bán đã rất trôi rồi. Thì đấy là một cái lợi thế của những kênh live. Đôi khi một ca live stream anh chỉ cần có 10 sản phẩm thôi
anh bán xoay quanh 10 sản phẩm đó. Bởi vì sao chúng ta lại cần ít sản phẩm? Bởi vì là thời gian trung bình của một người họ xem ở trên live stream ấy, nó chỉ, anh có thể chỉ giữ họ được khoảng tầm gì ạ, tầm 1 phút rưỡi cho đến 3 phút đã là quá siêu rồi. Vậy thì cứ 3 phút chúng ta đổi một mã, xong chúng ta quay lại, cứ quay lại thành một cái vòng tròn liên tục như này. Kể cả hôm nay em đang live stream này thôi, nhưng mà cái thời gian em giữ chân được những cái người xem ở trên kênh live của em ấy, nó cũng chỉ được khoảng tầm 2-3 phút thôi. Thì cái thi thoảng em lại nói lại cái câu chuyện đấy, thì cứ lặp đi lặp lại, sản phẩm chúng ta liên tục phải quay vòng khi mà live stream. Thì live stream thì để mà một ca live hiệu quả ấy, một nó đến từ sản phẩm, hai nó đến từ người live stream, ba nó đến từ cái kênh mà anh live, bốn đó là cái gì ạ, cái kịch bản, bản nội dung của chúng ta live đấy. Tại sao anh thấy những ca live, có những ca live họ hô hào, họ nói chuyện, đúng không? Đấy thì nó là các cái concept về vận hành để hỗ trợ tương tác cho một kênh live, từ chợ live nhá, từ kịch bản nói chuyện đấy, thì nó sẽ tạo thành một cái phiên live stream hiệu quả. Vậy thì giả sử sản phẩm của anh ok rồi, đúng không? Tại vì sản phẩm đấy đã được chứng minh win ở trên một kênh rồi, thì bê sang kênh khác nó chỉ thay đổi ở kênh khác thôi, thì cái tỷ lệ win nó vẫn cao. Ok, giả sử sản phẩm ok rồi, thì bây giờ anh sẽ tập trung vào việc đó là tìm streamer để live. Team của anh đang là anh một mình anh à? Không, mình có 4 người. 4 người. Có một người live stream mà kiểu cái chị live stream cũng chưa chuyên ấy. Rồi. Nên cũng vừa làm vừa học thì... Rồi ok, vậy thì cái chị live stream đấy thì cần phải nâng cấp cho em các cái kỹ năng về live, bao gồm kỹ năng về nói chuyện. Đó, kỹ năng về giữ mắt xem, kỹ năng về bán hàng, thì cái đấy là phải học. Và để mà cái tài khoản live này nó được phân phối traffic thì nó phải trải qua một chu kỳ về máy học. Mà chu kỳ về máy học này nó sẽ rơi vào khoảng từ 50 cho đến 60 giờ live, để nền tảng hiểu được rằng cái kênh của anh, cái sản phẩm anh phù hợp với nhóm đối tượng nào. Thì để máy học lại hiệu quả thì có một số những cái tham số. Một đó là giờ live, hai đó là cái video, cái nội dung ở trên cái video đấy thì nó gì ạ, nó khớp với nhau thì nó sẽ, cái máy học này nó sẽ học một cách nhanh hơn. Thì anh cần phải làm đều những yếu tố đó. Trước đây anh đã thử rồi, có thể là cái giờ live anh chưa đủ, cái lượng của anh chưa đủ, thì cái chất của anh nó sẽ chưa biến đổi. Vậy thì live stream nó không phải là không hiệu quả, mà mình chỉ là đang chưa biết cách làm thôi. Bởi vì ở bên người ngoài kia họ làm có hiệu quả. Đúng rồi, mình người ta làm hiệu quả lắm. Họ làm rất hiệu quả, mình chưa làm hiệu quả. Là vấn đề không phải là gì ạ, là cái nền tảng, cái cách này không hiệu quả, mà mình đang chưa tìm ra được công thức, mà mình chưa tìm ra được cách làm. Thì mình cần phải xem lại cái đội ngũ của bên mình. Mình cần xem lại, à, như của em xem lại, em ngồi em có một cái quyển sổ này, em ngồi em ghi, à, tại sao họ nói câu gì, hiệu quả, sản phẩm là gì, giá bán là gì, khách hàng họ comment điều gì. Mình học hết, em xem từng cái ca live một như kiểu vậy, để em phân tích ra được tại sao họ hiệu quả, tại sao mình chưa hiệu quả. Họ làm được gì, mình chưa làm được điều gì. À, nhân sự live của họ năng lượng hơn, nói vui vẻ hơn, nhân sự live của mình chưa làm. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải cải thiện. Em sẽ chọn ra, em thường listing ra những cái gì, những cái đối thủ họ đang bán cùng cái phân khúc của em đấy, họ đang bán những cái sản phẩm tương tự em, và để em học họ. Thì em ngồi em ghi ra đấy, em ngồi một cái phiên live, em ngồi hàng giờ đồng hồ, em cứ ngồi ghi ra, và đội ngũ của em cũng ngồi ghi ra, để chúng ta cùng biết được rằng là chúng ta cần phải thay đổi điều gì, chúng ta cần phải thay đổi về cách live stream, cách bán hàng, hay chúng ta cần phải thay đổi về sản phẩm hay về giá chẳng hạn. Thì chúng ta cùng nhau xử lý những cái vấn đề đó. Ít nhất nếu mà anh muốn bằng được đối thủ nhé, thì ít nhất là những điều họ đang làm được mình phải làm được giống như họ. Em chưa nói đến vấn đề về vượt qua. Thì những cái điều mà họ đang làm được rồi thì ok, mình phải làm được như kiểu của họ. Đó, có thể là họ đang, tự nhiên là hôm trước còn mấy bấm này đang hot chẳng hạn. Nếu mà mình nhập được nhanh, mình có thể nhập thử về thì mình cũng làm. Em thì thường đó gọi là gì ạ? Là mô phỏng công thức của thằng thành công. Họ làm cái gì thì mình cứ làm y hệt như thế đã. Để mà gì ạ, nó làm thành công rồi thì chắc chắn nó có lý do, thì mình cứ cố gắng là mình làm giống họ đã, rồi về sau mình cải tiến sau.
thì đấy là cái cách mà bọn em triển khai thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và like của anh thì anh có thể, nó sẽ là một cái dòng doanh thu rất tốt. Anh đang bán trên sàn được bao nhiêu? Gần 200. Thì riêng anh tập trung vào like nghiêm túc nhé, thực sự nghiêm túc và đầu tư cho nó, thì trong vòng khoảng tầm 2 tháng anh sẽ vượt con số 200 rất nhiều. Không phải là hy vọng đâu, mà nó là một con đường chắc chắn sẽ giúp cho anh có thể đột phá. Và có thể ở trên nền tảng sàn, đúng không, nó rất cạnh tranh, nhưng mà ở một cái ao này đang chưa có người câu, mình phải roi vào đó. Cái anh đừng nghĩ rằng là chúng ta cần phải những streamer thật là hoạt ngôn. Tất cả nó là luồng traffic. Cái key ở đây đó là cái luồng traffic. Vậy thì khi mà em cũng có những cái bạn nhân sự ở trên phòng live của bọn em ấy, bọn em tổ chức mấy chục cái phòng live ở trong phố ấy. Có những cái bạn ấy nói rất kém. Rất kém có nghĩa là nói vấp, nghĩa mới live. Nói rất kém. Nhưng mà tự nhiên một hôm, không phải live stream lại được, mà tự nhiên một hôm bạn ấy like một cái sản phẩm, đó là cái hộp đựng cơm. Đấy. Cái hộp đựng cơm. Thì tự nhiên là nền tảng họ lại học được, họ lại phân phối cho đúng cái tệp đấy. Bình thường bạn ấy chỉ like được khoảng tầm 1-2 đơn thôi. Đúng hôm đấy là nền tảng phân phối đúng cho cái tệp chuẩn tệp, thì bạn ấy vẫn like như thế, cái kỹ năng like của bạn ấy vẫn thế, không tăng trưởng lên. Nhưng mà traffic đúng tệp thì gì ạ? Thì tự nhiên doanh số hôm đấy lên gấp 10 lần. Bình thường, mặc dù các kỹ năng like không thay đổi nhé. Thế nên là em mới bảo anh là cái người like ấy, nó chỉ chiếm khoảng tầm 30% tỷ lệ thành công của một ca like thôi. Bắt buộc chúng ta cần phải trải qua giai đoạn máy học của nền tảng để nó hiểu được anh đang muốn phân phối sản phẩm này đến tệp nào. Và nếu mà cái số lượng của anh chưa đủ thì nền tảng sẽ không đổ được traffic và đúng tệp. Ngày hôm nay anh đang like có một đơn, không phải là vì anh kỹ năng kém, mà chỉ là đơn giản là nền tảng họ chưa phân phối đúng cho anh. Và anh cần phải làm đều. Cái này nó yếu tố đó là đều, đúng, đủ và đều. Ví dụ anh xác định được rằng là đúng, có nghĩa rằng là trên một cái phiên live đấy chúng ta chỉ làm đúng cái dòng sản phẩm đấy, hướng đến đúng cái tệp đối tượng đấy thôi, chứ không phải là hôm nay anh live về đồ chơi theo kiểu dạng đồ chơi Rubik chẳng hạn, đúng không? Ngày mai lại bà tôi đi live cái xe đạp, thì nghĩa là cái dòng sản phẩm đấy nó đang không đúng tệp. Mỗi ngày mình chuyển một cái thì nền tảng nó sẽ không biết phân phối được, tại vì cái ông muốn mua Rubik cho con chơi nó khác so với ông muốn mua xe đạp cho con chơi. Thì anh cần phải làm đúng đã, đầu tiên phải lựa chọn đúng cái dòng sản phẩm mà mình muốn đánh, và mình phải đánh nhất quán liên tục theo chiều thời gian. Và hai đó là đủ. Đủ ở đây có nghĩa rằng là ví dụ anh target đó là một tuần tôi sẽ có 5 ca livestream vào cái khung giờ này, thì mình sẽ phải nhất quán đủ, hàng tuần mình làm đều như vậy. Và đều có nghĩa là tuần nào chúng ta cũng làm, không bỏ ngày này, không ngắt quãng ngày nào. Và một ca livestream ấy thì cố gắng là live trên 120 phút. 2 tiếng, còn tối thiểu là phải vượt qua 90 phút. Thì mới bắt đầu từ phút thứ 90 nhá, mới có hiệu quả. Đó. Đấy, bọn em làm rất là nhiều, bọn em phải ghi thành từng cái tham số đấy một. Không có cả một cái hành trình mà bọn em làm. Đấy thì nhiều bạn ấy, ok tôi like được khoảng tầm 1 tiếng 20 phút rồi, cứ cố rồi tôi chẳng ra đơn, thôi tắt máy đi, mai bật lại like lại, thì nó lại đi học lại. Nó giống như kiểu là anh nấu một cái nồi cơm ấy, hoặc là anh đun một cái ấm nước mà cứ đến nhiệt độ khoảng tầm 90 anh tắt bộ bếp đi, nó không bao giờ nó sôi được, nó phải đạt đúng cái ngưỡng đấy, nó bắt đầu sôi thì bắt đầu nền tảng mới tiếp cận. Thì anh cần phải làm liên tục nó đều, và đây là một cái hướng đi. Cái hướng đi này nó đã đúng rồi, quan trọng là anh có kiên trì để anh làm nó đến cùng hay không thôi, thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả. Đó, có thể thay đổi một cái ao khác đi, sang một cái kênh mới để anh làm. Và bọn em cũng đang làm, và nó đang có tín hiệu của việc hiệu quả. Tại vì là live stream thì nói gì nói có rất là nhiều người cũng đang live rồi, nhưng mà cũng nhiều người ra khỏi thị trường rất nhanh. Đặc biệt là với em,
em trải qua khoảng tầm vài tháng nay thì cái đội ngũ nhân sự, bản thân mình nhìn thấy cái đội ngũ nhân sự mình rời đi mình cũng hiểu, 10 người vào chỉ có 2 người trụ được thôi. Thì kể cả bên ngoài kia 10 doanh nghiệp vào cũng chỉ có 2 doanh nghiệp trụ được thôi. Tại vì họ cứ kỳ vọng rằng là tôi làm 2 tháng, tôi làm 10 mấy ngày là tôi phải có kết quả ngay. Nó không phải là như vậy. Nó phải đủ tiến trình của nó thì nó mới hiệu quả được. Ví dụ như cái bạn học viên của bọn em lại 3 tháng đầu không ra số, từ tháng thứ 4 lên 1 tỷ, tháng thứ 5 lên 2 tỷ. Nó là một cái lượng ấy, từ tháng đấy nó, từ 0 lên 1 ấy, khi mà chúng ta đánh một cái game từ 0 lên 1 nó rất là vất vả. Nhưng mà từ 1 lên 2, từ 2 lên 10 rất nhanh. Thì cái giống như chúng ta đẩy một cái bánh xe nó đang đứng yên. Thì nó chưa có quán tính. Chúng ta đẩy lúc đầu nó rất khó, nhưng mà khi mà cái vòng quay nó bắt đầu chiều ok rồi thì bắt đầu nền tảng sẽ phân phối đúng traffic cho anh, cộng với streamer của mình có, kênh của mình khỏe thì tự nhiên cái vòng nó sẽ rất là đều. Mình có sợ trường hợp là có nhiều kênh kiểu người ta bảo là kênh kiểu xây dựng một thời gian dài rồi ấy, mà nó không hiệu quả, view ít rồi live stream cũng chỉ 2-3 mắt xem ấy, thì nó thành kênh kênh zombie ấy. Kênh zombie đúng không? Thì đấy. Mình phân biệt làm sao những trường hợp mà kênh zombie hoặc là kênh mà nó chưa máy học, nó chưa đủ học cho mình ấy. Những kênh đấy kiểu có nên bỏ qua để mình xây kênh mới không? Với em ấy thì khi mà anh like đúng không? Khi mà anh đăng video lên mà nền tảng họ không báo anh vi phạm bất cứ điều gì thì nó không sao cả. Chẳng qua là bây giờ mình cứ nghĩ rằng là do nền tảng họ không phân phối traffic, nhưng mà mình không trả lời ngược lại rằng là ví dụ anh lên video mà video anh không, nội dung không hay, cái content không hay thì không view, nó là cái chuyện hiển nhiên. Có đúng không ạ? Đầu tiên là cái gốc của mọi vấn đề, nếu mà làm video không có view ấy thì content của mình chắc chắn chưa ổn. Trừ khi mà anh làm như lúc đấy em bị báo vi phạm ấy, thì đấy mới là dấu hiệu của nền tảng bảo là à, cảnh báo cho mình biết tội mình đang nói sai đấy, sửa lại ngôn từ đi. Nếu mà mình tiếp tục sai thì nó bắt đầu đánh vi phạm, à đánh gậy. Còn nếu tài khoản anh nó chẳng vấn đề gì cả thì nó không phải là do nền tảng mà do nội dung của mình chưa ổn. Thay đổi nội dung like, thay đổi nội dung video đi. Đấy, thì anh xem có những cái kênh nào họ đang làm về đồ chơi ấy, thì anh cứ follow theo họ, anh làm được giống như họ đã. Đó. Và cái luồng traffic của việc làm video nhá, nó khác hoàn toàn với luồng traffic của livestream. Kênh của em nhá, cái luồng cái follow của em nó chỉ có 1.000 follow trên một kênh thôi, nhưng mà livestream lúc nào em cũng 600 mắt xem. Có những kênh em 200.000 lượt follow nhưng mà livestream lúc nào có 10 mắt xem. Nó hai cái luồng traffic này nó không giống nhau đâu. Không đồng nghĩa việc là anh xây kênh ngon xong rồi livestream em cũng ngon theo như vậy, nó không đúng. Đó. Đúng rồi, thì nó phải dần dần. Em mất một tháng đầu tiên khi mà em build những kênh mới cho những sản phẩm mới, một tháng đầu tiên nó chỉ 3 mắt xem thôi. Chỉ có thằng nào live stream là cái môn gọi là môn lì. Thằng nào lì được qua được cái giai đoạn đấy thì máy học nó đủ, thì bắt đầu à tháng sau nó bắt đầu đưa cho mình khoảng tầm 15 mắt. Và nếu mà thấy tín hiệu à 15 mắt xem tiếp tục vẫn ra doanh thu ok, tôi lại đẩy cho ông lên 30. Cứ bật máy lên là có 30 mắt xem luôn. Hồi xưa em bật máy lên chỉ có khoảng tầm 2 mắt xem thôi, cố định 2 mắt xem. Xong rồi bắt đầu có doanh thu ổn ổn, sau một tháng này cứ bật máy lên là có khoảng tầm 20 mắt xem. Bây giờ bật máy lên là có 50 mắt xem mặc định. Những kênh mà không kiểu các bạn streamer ở trong những phòng máy, cứ bật máy xem với cái tài khoản đấy, cứ bật máy lên có 50 mắt xem, mà 50 mắt xem đấy ra doanh thu. Xong rồi nếu mà mình làm tốt, à cứ bật máy lên, có những cái tài khoản đấy em cứ bật máy lên là có 100 mắt xem. Thì nó phải trải qua từng cái giai đoạn. Và nếu mà anh like liên tục trong khoảng tầm 1-2 tuần mà không ra được một đơn nào ấy, thì đôi khi là mình cũng cần phải bơm cho nó một tí seeding, một tí quảng cáo, đúng không? Để nền tảng họ cảm thấy rằng tôi đang phân phối traffic cho ông ok, và ông chuyển đổi được cái traffic đấy ra tiền. Đấy là cái điều nền tảng quan tâm. Vậy thì mình cần phải hiểu nền tảng họ muốn gì để mình đưa cho họ. Thứ nhất, nền tảng họ cần anh phải làm đúng luật. Thứ hai, cần anh phải tạo ra doanh số. Để tạo ra doanh số thì sản phẩm anh phải ok, streamer anh phải ok, thì anh cần, nếu mà chưa đó thì đôi khi mình cần phải bơm thêm một chút vào. Đó, seeding một chút vào để cho cái máy học nó học được ổn hơn, hoặc là mình tạo ra những mini game. Có thể mình không đấy. Đúng rồi, tạo ra những cái mini game để có thể mình hy sinh những cái sản phẩm này. Mình bán rẻ đi để cho khách hàng họ mua thật.
Đó, lúc đầu thì để cho giai đoạn máy học mà nó phải là đầu tư, giống như anh xây dựng một cái cửa hàng offline, anh cần phải đầu tư giá kệ không? Đúng không? Điện nước thì đây, cái này cũng là đầu tư. Đầu tư để nền tảng nó học được nhanh hơn. Thì đấy là cái trải nghiệm của em trong cái quá trình mà em làm. Nó sẽ có lộ trình là như kiểu vậy. Chứ nếu mà anh, mọi người thì bình thường, nếu mà mọi người không biết những cái điều này thì mọi người cứ nghĩ rằng là tôi làm một tháng không có kết quả gì, có nghĩa là không phù hợp rồi, tôi bỏ đi làm cái khác. Nó chưa đủ về lượng. Đấy, anh cứ làm khoảng 60 giờ live cho em đi nha. 60 giờ live. Đấy. Mỗi ca khoảng tầm 2 tiếng thì nó rơi khoảng 30 ngày nhỉ? 30 ngày, có thể một ngày anh làm 2 ca. Đó, thì khoảng tầm 30 ngày. Đều nhé, đủ. Và đều thì bắt đầu là ok. Bắt đầu nó sẽ mở ra. Và một ca live anh không cần phải có hàng 50, 60 mẫu đâu. Khoảng tầm 15 mẫu là ok rồi. 15 cái mẫu win ấy. Nhiều khi mình phải chọn cái sản phẩm nào mà khi livestream nó dễ giới thiệu ấy nhỉ? Ừ. Vì mình hàng đồ chơi có nhiều sản phẩm mà nếu như mà không nhìn cái cách chơi ấy, thì không hiểu nó là cái gì để mà chơi. Ừ. Đấy, mà nếu nhìn cách chơi thì nhiều như khi phải lắp ráp với con robot chẳng hạn. Làm cái gì nó dễ thôi. Nên ví dụ như tại sao anh biết xem là cái ông bấm này nó nói không? Thế dễ nhỉ, dễ hiểu. Tại sao mà người ta xem lâu không? Thì nó ở trong trong có một cái kỹ năng, một cái yếu tố đó là ASMR ấy. Anh biết cái từ khóa đấy không? Họ rất thích xem những cái kiểu sột soạt. Đúng không? Họ rất thích xem kiểu DIY ấy, do it yourself ấy, tự mình làm. Họ rất thích xem ở cái góc nhìn của người thứ nhất này. Cái góc quay rất quan trọng. Ví dụ em thường có rất là nhiều những cái camera. Đây này, ví dụ em cho anh xem. Đây là camera nhé. Khi mà live stream anh phải chú ý góc quay, có những cái loại đồ chơi anh phải quay ở dưới góc nhìn là người thứ nhất. Tại vì em quay ở góc nhìn người thứ nhất, em làm cái, em quay đây, đấy. Đấy, em quay đây hay là em để một cái điện thoại. Ví dụ đây là một con sản phẩm, một con đồ chơi đây. Em quay ở góc nhìn là người thứ nhất, em để một cái điện thoại. Ví dụ anh đưa em cái chân máy đằng sau anh đây, em biểu diễn cho anh xem. Đấy, đưa anh, rồi ok, anh cứ đây, ví dụ em quay ở góc nhìn người thứ nhất. Nó có một từ khóa là POV. Ghi cái từ khóa đấy vào rồi để anh tự đào nhé. Là Point of View. Đây. Em sẽ live stream dưới góc nhìn người thứ nhất. Cứ ngồi live nói đây. Cầm này, nói, chơi. Thì cái người xem ấy, khi mà họ xem ở góc nhìn này, có nghĩa rằng họ cảm thấy mình đang chơi. Anh chơi game này, mấy game nhập vai bắn súng chưa? Thế tại sao lúc nào nó cũng cầm nhìn cái súng giống như ông đang chơi, ông đang cầm cái súng ấy. Đó, thì khi mà anh có những cái món đồ chơi, anh like kiểu này, thì họ sẽ cảm thấy rằng họ đang được chơi và họ muốn xem mình chơi này. Nặn ấn những cái đồ chơi xếp bằng tay này. Thì họ xem nó, họ rất cuốn, họ sẽ bị dính vào. Dính vào cái ca live stream đấy. Và khi mà một cái ca live stream được phân phối ấy, thì nó sẽ phân phối theo một đó là cái thời gian anh giữ được người xem. Thời gian giữ được càng lâu thì traffic anh càng nhiều. Ví dụ họ vào xem thấy anh nói chán quá, rào cái lướt đi luôn, thì nền tảng họ đánh giá rằng ca live stream này không hiệu quả, họ sẽ không bơm traffic cho anh. Thì anh cần phải chú ý nhá, khi mà anh xem tất cả những ca live stream ấy, phải thật là tỉnh táo để xem họ làm cái gì. Có thể mình chưa hiểu nhưng mình cứ bắt chước làm theo đã. Nếu mà ngày hôm nay em không phân tích cho anh cái góc nhìn này ấy, thì anh sẽ không hiểu tại sao mà cái ca live stream này nó lại được nhiều người xem như vậy. Đấy, đây nhá, để em không biết là em còn lưu video ở đây hay không. Em cho anh xem góc nhìn người thứ nhất là như thế nào. Đó, mình thấy nhiều người chơi mấy cái trò đấy, anh hiểu rồi đúng không? Nghĩa là họ cũng để này, họ like xong họ nói. Vừa nói. Đúng không? À, thì chơi những cái game, cái trò đấy thì nó sẽ là như vậy thôi. Thì mình nếu mình chơi hiểu, mình thấy nó làm hiệu quả thì mình cứ follow theo đã. Đó, thì có từ khóa đó là Point of View hay là ASRM. Có thể là cái tiếng soạt này họ rất thích nghe. Bấm này. Họ rất thích nghe cái âm thanh như kiểu vậy. Đó, thì nó cũng sẽ khiến cho cái ca live của mình nó hiệu quả. Có cái yếu tố để giữ chân. Đúng rồi, thì phải làm được như vậy. Thì mỗi một cái ngành nó sẽ khác nhau.
Thế còn mình thấy hay có những thủ thuật như là người ta lên sẽ lên deal 1k chẳng hạn. Ừ. Khi mà đạt được bao nhiêu team, bao nhiêu view chẳng hạn. Ừ. Thì đấy nó liên quan đến kịch bản live đúng không? Đúng rồi, nó là cái kịch bản live stream đấy. Từ mini game này, deal này. Đó thì mình nó sẽ là cả một cái kịch bản bản live. Đó, à khi nào mà cảm thấy mắt xem ít thì mình có thể đưa mắt xem đang nhiều chẳng hạn, mình có thể tạo ra một cái mini game để giữ chân. Cái mini game nó chỉ đơn giản để giữ chân. Họ chờ lâu hơn. À 5 phút nữa nha, tôi sẽ có một mini game 1k để kéo được cái thời lượng người xem dài hơn thì nền tảng sẽ đánh giá rằng đây là ca livestream hiệu quả thì sẽ tiếp tục phân phối cho anh. Đấy, ví dụ nha, em đang livestream ở trên cái kênh này chẳng hạn. Nó chỉ có 6 mắt xem thôi. Em không biết là bây giờ đang có bao nhiêu mắt xem nữa. Đang có 6 mắt xem, nói đúng luôn, đúng không? Thì bao giờ nền tảng họ cũng sẽ phải trải qua một cái giai đoạn máy học. Cũng là em nói, mà lúc ấy kênh kia của em có 500 mắt xem. Kênh này mới tại vì nó chưa học được. Không phải là không có người thích nhá. Không phải không người thích, chẳng qua là đơn giản là cái tài khoản này nó chưa được học đủ. Thì họ chưa phân phối đúng tệp. Nếu nó đủ lượng thì tự nhiên là cái họ biết. Đấy, em cứ livestream em bật nhiều máy để cho tất cả cái máy em nó học được một thời gian đều thì nó sẽ phân phối đúng thôi. Đấy, anh nhìn này, mặc dù em nói nhá. Nội dung vẫn thế, không phải là không hay. Đúng rồi, đấy, nền tảng nó phải học ở một cái giai đoạn. Lúc ấy cũng là tài khoản kia mà bọn em like quen cái tài khoản đấy rồi, nó khoảng tầm 600-700 mắt xem bình thường. Mình có lên like kiểu một lúc cắm 3-4 cái điện thoại. Nếu mà chưa làm quen này tốt nhất không nên, tại vì là nó sẽ bị chết tài khoản. Đó, của em ở đây là em vẫn chỉ like ở trên một máy thôi, còn máy này là em like để về sau em cắt ra thành các video thôi. Còn like thì like được thì anh phải để các góc khác nhau đi. Tại vì nền tảng họ sẽ bắt theo góc máy. Đó. Bắt theo âm thanh thì nó sẽ bị trùng. Là yếu tố như vậy. Thế thì anh rõ ràng anh thấy đây là một cái minh chứng rất cụ thể. Nội dung giống nhau, con người giống nhau. Tệp kênh này cũng giống nhá. Kênh này nội dung của em giống cái kênh kia. Nhưng mà livestream không phải là cũng không có mắt xem. Thì nó phải trải qua một cái giai đoạn nào đó nó hiểu được là nó phân phối đúng tệp. Thì những cái người xem 6 người ở trên đây họ nó sẽ tiếp tục học. Nó có cái một cái thuật toán nó gọi là look alike. Anh có biết look alike khi mà anh chạy quảng cáo ở trên đấy không? Đúng rồi, tệp tương tự ấy, nó sẽ học từ 6 cái ông này, tiếp tục phân phối 6 cho những ông giống như ông này, rồi tiếp tục học nó thành một cái quả cầu tuyết ấy, hòn tuyết lăn ấy. Là nó học được càng nhiều thì về sau nó càng to ra. Đấy thì là anh sẽ hiểu hơn về like là như vậy. Tốt mắc mình có chuẩn bị có khóa live stream chưa? Tốt mắc tuần cuối tháng này là bọn em có một cái chương trình về live đấy. Tại vì thực ra bây giờ để mà tự nghiên cứu rồi là tìm hiểu ở bên khác ấy, nó hay là học hỏi từ đối thủ ấy, nó cũng lâu. Thì tí nữa mấy anh em thử xuống đăng ký, tại vì cái slot này đây là một khóa miễn phí. Đây không phải là một khóa trả phí. Đấy, và cái slot được ưu tiên thì nó sẽ rất ít. Có thể là nó đầy rồi, giống như hôm nay không phải ai cũng ở trên đây để nghe em tư vấn. Thì nó cũng là một cái slot rất là hạn chế thôi. Đó thì nếu mà còn thì tí nữa anh cứ liên hệ với đội ngũ xem là nếu còn thì mọi người sẽ cho, tại vì mấy hôm nữa thì cũng sẽ chia sẻ ở đây. Để chia sẻ ở đây thì sẽ chia sẻ toàn bộ về live, rồi chúng ta sẽ đi sang một cái bên văn phòng của em có một cái khu vực chuyên về live stream thì anh em sẽ tham quan để xem học hỏi mô hình. Rồi, okay. Anh còn câu hỏi gì nữa không? Dạ, ok, cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn anh em đang theo dõi ở trên kênh của mình nha. Bọn mình đã kết thúc một cái phiên live liên tục như vậy rồi. Còn anh em nào mà cần hỗ trợ ấy, thì ở trên cái đường link bio của kênh ấy, thì có sẵn thì anh em có thể đăng ký ở trên đó nhé. Thì sẽ gặp trực tiếp mình để mình sẽ có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình mà các bạn làm kinh doanh. Ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn nhá. Xin chào mọi người. Rồi. Rồi, ok. Nó có phải tầng... Mình phải build nhiều tài khoản đi. Ngay đều... Hôm nọ con tài khoản kia đấy, quay cái góc này nó xấu quá. Ok. Hoàng ơi.
quay xin các anh ý một vài cái cảm nhận về cái buổi ngày hôm nay ấy. Mọi người chia sẻ một chút nhé. Mọi người nói bình thường thôi, không mọi người cảm thấy như nào để mình cho lên cái nhóm để em chọn một cái góc nào.